Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 222. Đôi mắt của anh sáng lên, hái một quả dưa vàng đã chín xuống, ngửi trước một chút sau đó cắn một ngụm. Vị ngọt thanh từ nước dưa chảy vào trong miệng, trong chất dưa chín này chứa dược lực rất mạnh, mỗi một loại đều là thứ vô cùng tốt với cơ thể con người. Nhưng ngay sau đó, anh lại nhìn đến chỗ trái dưa bị hái xuống kia, không ngờ chỗ đó lại mọc ra thêm một quả dưa nhỏ nữa. Anh giật mình phát hiện ý thức mình choáng váng, nhưng vào lúc này cửu liên đài trong cơ thể của anh run mạnh một lúc, nhờ đó mà anh tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, vô thượng đạo lực phóng ra, anh nghe được tiếng gầm chói tai vang lên, thoát cái một sợi ý thức xâm nhập vào cơ thể của anh bị xóa sạch. Anh nhíu mày, hỏi A Bạch, nó là gì? Dưa vàng dịch thiên, cây dưa vàng dùng quả để sai khiến sinh linh. A Bạch giải thích, Ngô Bình suy nghĩ gì đó rồi hỏi. Thì ra nó kết quả muốn thu hút sinh linh đến đây, sinh linh nào ăn xong dưa vàng sẽ trở thành nô lệ của nó. Thế những nô lệ trước đó ở đâu? Nhưng vào lúc này, anh nghe được tiếng động từ xung quanh truyền đến, vừa ngẩng đầu đã thấy bên ngoài hố sâu đã tụ mấy ngàn con hung thú, còn có hơn 100 dị tộc. Chắc chắn bọn chúng đều là nô lệ của cây dưa vàng này. Ngô Bình thả đại thiên dược điển ra, dược điển phát ra một ánh sáng lập tức lấy cây và cả quả dưa vàng đi. Mùi hương của cây dưa vàng biết mất, hung thú và dị tộc xung quanh lập tức tản ra. Tuy cây này quái dị, nhưng dưa của nó lại rất ngon, có thể dùng để luyện đan. Lúc này, A Bạch nói, hàng phục dưa vàng dịch thiên, cho 10 vạn điểm khen thưởng. Ánh mắt của Ngô Bình sáng lên, chuyện này cũng nhận được điểm khen thưởng à, vậy chắc còn có con đường khác để nhận được điểm khen thưởng đúng không? A Bạch, có, nếu ngươi có thể tìm đến nơi ở và thuần hóa thú vương. Có thể đạt được 50 vạn điểm khen thưởng. Ngô Bình hỏi, thú vương ở đâu? A Bạch, người tự tìm đi. Ngô Bình gật gù hỏi, nơi này là cửa đầu tiên rồi đúng không? A Bạch, trong vòng 3 ngày, chỉ cần điểm khen thưởng của ngươi vượt qua 3 vạn là có thể vượt qua cửa. Ngô Bình giật mình, 3 vạn điểm khen thưởng tương đương với việc chém giết 1 vạn hung thú nửa hổ, nhưng mức khó khăn của chuyện này rất cao. Anh hỏi, trong những người tham dự hiện nay, điểm khen thưởng cao nhất là bao nhiêu rồi? 245.000 điểm, A Bạch trả lời. Ngô Bình nhíu mày, không ngờ điểm người này còn cao hơn cả điểm của mình. Xem ra, người này chính là thiên tài rất giỏi trong dị tộc. Anh hít sâu một hơi, rồi lập tức lấy một quả dưa vàng ra rồi nghiền nát bằng chân. Hương thơm của dưa vàng lập tức tỏa ra khắp nơi, thu hút được mấy trăm hung thú trong rừng rậm đổ xô đến đây. Đám hung thú này không quan tâm gì đến Ngô Bình, bay thẳng muốn giết chết anh. Ngô Bình cầm kiếm, kiếm quang bay múa, trong một lúc đã giết sạch đám hung thú này. Sau đó, còn có một số lượng lớn hung thú bị mùi hương thu hút đến, chúng cũng đến từng đợt rồi lại tiếp đợt khác. Mà lớp sau đến, là hung thú bị thu hút bởi mùi máu tanh nên số lượng đuổi đến đông hơn. Hung thú chết trước mặt Ngô Bình ngày một nhiều, cuối cùng xác chúng lấp đầy hố sâu. Khi Ngô Bình chuẩn bị nghỉ ngơi, một con báo đen xuất hiện, con báo này cao hơn 2 trượng, xung quanh còn bọc hơi thở vương giả. Ngô Bình lập tức hỏi, A Bạch, con báo đen này là thú vương à? A Bác nói, nó là thông thiên báo thú vương trong khu rừng này. Ngươi giết quá nhiều hung thú rồi, nên làm thú vương để ý. Con báo đen kia nhìn Ngô Bình với đôi mắt u ám, mang theo đầy sự cảnh cáo. Ngô Bình vẫy tay với con báo đen đó. Báo con ơi, lại đây chơi. Con báo đen là thú vương ở nơi này, chưa từng gặp sinh linh này vô lễ như Ngô Bình. Vậy nên, nó tức giận gầm lên với hành động của anh, vung móng vuốt vào và 4 đường sáng loát bay đến Ngô Bình muốn giết chết anh. Ngô Bình vung kiếm lên, 4 đường cào kia lập tức bị cắt đứt, sau đó anh hừ lạnh nói, con báo nhỏ này nghịch ngợm quá. Dứt lời, anh đột nhiên ngồi cưỡi lên lưng con báo đen kia. Báo đen tức giận nhảy dựng lên, muốn ném Ngô Bình xuống. Nhưng Ngô Bình nắm chặt da lông của nó, đồng thời kẹp chặt 2 chân lấy lưng của con báo. Báo đen điên tiết vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, nhưng nó làm cách nào thì Ngô Bình vẫn đứng vững trên lưng nó. Sau 1 canh giờ giằng co, báo đen đột ngột yên lặng lại, nó vừa liếc mắt rồi chạy như điên về một hướng. Ngô Bình cười hỏi, báo con muốn thần phục rồi à? Con báo đen không thèm quan tâm anh mà vẫn tiếp tục chạy đến cạnh rừng rậm. Ngô Bình vừa nhìn đã phát hiện một mảnh đá vụn nằm ở rừng rậm, diện tích bãi đá này rất rộng dường như không nhìn thấy điểm đích. Nơi xa xa kia, còn có một ngọn núi không tính là cao, trên núi mây mù bao vây dày đặc,
Con báo đen đứng đó gầm một tiếng vào ngọn núi ở đằng xa đó, trong núi kia cũng vang lên tiếng gầm giận dữ truyền lại. Ngô Bình hiểu ra, thì ra con báo đen này muốn tìm đồng bọn để đánh với mình. Anh bật cười hỏi, báo con muốn gọi đồng bọn đánh ta đó hả? Con báo đen tức giận gầm lên, đột nhiên tăng tốc độ lên rồi chạy đến ngọn núi phương xa. Nó vừa đến trước núi đã thấy một con hổ vọt đến, con hổ này to hơn con báo đen, cả người toàn là màu vàng. Con hổ thấy con báo đen bước vào địa bàn của mình, vô cùng tức giận gầm lên nhào đến giết con báo đen kia. Con báo đen cũng nhào lên, sau đó quay lưng để tỏ ý với con hổ vàng. Con hổ vàng mặc kệ người hay báo, nó há miệng cắn đến, kết quả Ngô Bình nghiêng đầu một bên rồi bóp lấy cổ con hổ vàng bằng một bàn tay. Con hổ vàng lập tức không thở nổi, vung móng vuốt cào mạnh về phía Ngô Bình nhưng đều bị anh hất bay bằng tay. Sau vài phút giãy giụa, con hổ vàng rên rỉ, đôi mắt như muốn nói, ta nghe lời, người đừng bóp cổ ta nữa. Ngô Bình tủm tỉm hỏi A Bạch, con hổ này cũng là thú vương phải không? Không phải, nó là bá thiên hổ, tuổi nó còn nhỏ nhưng sức chiến đấu không thua gì báo đen đâu. Ngô Bình nói ngay, hổ con này, ta bỏ ngươi ta nhé, mà ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Con hổ vàng vội vàng gật đầu, nước mắt nhanh chóng ứa ra. Ngô Bình lập tức buông tay, con hổ vàng vội vàng chạy cách anh hơn mấy trăm mễ, rồi quay đầu chạy lên núi. Ngô Bình, này, hổ con sao chạy vậy? Sau đó, anh vỗ đầu con báo đen nói, báo con, đuổi theo hổ con mau đi. Con báo đen tức giận gầm lên, kiên quyết không cử động. Ngô Bình nắm tay trái của nó nói, nếu ngươi không nghe lời ta, ta kéo đứt tai ngươi cho xem. Anh kéo hơi mạnh một chút, con báo đen đã ăn đau kêu ngao ngao, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chạy lên núi. Khi họ đi lên núi, Ngô Bình nhìn thấy một sơn động khổng lồ trước mặt. Trong sơn động, con hổ vàng kia núp vào chỗ sâu nhất trong sơn động, đôi mắt nhìn chăm chú Ngô Bình và báo đen đứng ngoài cửa. Ngô Bình vung nắm tay lên đánh mạnh vào đầu báo đen, nói lớn, có chịu phục không? Phục chưa? Báo đen ăn đau rên lên liên tục, nhưng Ngô Bình không dừng tay, đánh đến nó cả người đều là máu, không còn sức nằm trên mặt đất. Lúc này Ngô Bình rút bạch hổ tiên kiếm ra, lẩm bẩm, báo con không nghe lời, ta giết làm thịt. Ta đoán, thịt thú vương chắc ăn ngoan lắm. Tuy con báo đen bị đánh ngã nhưng không bị thương nặng, nó vừa nghe Ngô Bình nói muốn ăn nó lập tức dựng thẳng đứng lỗ tai lên. Cuối cùng, nó gầm lên tiếng không cam lòng rồi đặt đầu lên chân Ngô Bình, lật cơ thể mình lại để lộ cái bụng ra, tỏ vẻ thần phục Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười nói, giỏi, may là báo con nghe lời. Sau đó, anh vỗ vỗ đầu của nó, lấy ít thịt khô cho nó ăn. Lúc này, Ngô Bình lại hướng mắt nhìn con hổ vàng trong động hỏi, hổ con, ngươi đã quyết định được chưa? Ngươi muốn bị ta ăn thịt, hay ngoan ngoãn nghe lời của ta đây? Lúc này, con hổ vàng đã xem Ngô Bình như một con hung thú đáng sợ nhất. Nó nghi anh còn hung dữ hơn cả bản thân, nên mới từ từ đi ra rồi đặt đầu trên chân của Ngô Bình như con báo đen. Ngô Bình bật cười ha hả, vươn tay vỗ lên đầu của con hổ rồi nói, hổ con hiểu chuyện hơn với báo con rồi đó. Sau đó, anh lại hỏi A Bạch, ta thu phục hai thú vương thế này, có tính không? A Bạch, người thành công thu phục hai thú vương, đạt được 1.000.000 điểm khen thưởng. Ngô Bình, ta là người đứng đầu rồi chứ? A Bạch, người đã đứng đầu với số điểm khen thưởng là 1.325.000, hơn 370.000 điểm khen thưởng so với người đứng thứ hai. Ngô Bình, cửa thứ hai cũng có điểm khen thưởng phải không? A Bạch, có. Nếu ngươi muốn vượt qua cửa thứ hai, cần phải đạt ít nhất 100.000 điểm khen thưởng. Điểm khen thưởng cao nhất từ trước đến giờ ở cửa thứ nhất là bao nhiêu thế? Anh hỏi tiếp. 3.970.000 điểm khen thưởng. A Bạch nói, người đạt kỷ lục này là một vị sáng tạo ra thần tộc. Ngô Bình nhíu mày, không ngờ người đó đạt gần đến 4.000.000 điểm khen thưởng. Bản thân vẫn còn thua rất xa. Anh suy nghĩ một lúc, lại hỏi Hổ Vương, hổ con này. Chỗ này có con hung thú nào khá ghê gớm không? Hổ vàng gật đầu, chỉ móng vuốt về phía trước. Ngô Bình, các ngươi dẫn ta đến đó, ta muốn gặp đám hung thú kia. Vì thế, Ngô Bình cưỡi lên lưng hổ vàng, vừa dẫn theo báo đen vừa vội vàng đi đến một vùng đầm lầy cách đó hơn ngàn dặm. Khi họ đi vào gần đầm lầy, báo đen với hổ vàng rõ ràng trở nên căng thẳng. Ngô Bình hỏi, các ngươi không cần sợ, còn có cái gì đáng sợ hơn ta đâu chứ?
Con hổ vàng và báo đen nghe Ngô Bình nói thế lập tức bình tĩnh lại, thầm nghĩ đúng như thế. Thứ nào ở đây đáng sợ bằng anh đâu? Ngô Bình vừa bước vào đầm lầy, mặt đất đột nhiên run lên. Một con quái vật hình đầu người, mình cá lao ra, nó cầm một cây trường mâu đâm mạnh vào đầu của Ngô Bình. Ngô Bình vươn tay ra bắt lấy cái đầu, sau đó chém một nhát kiếm vào con cá dẫn đầu rồi hỏi A Bạch, món này có được bao nhiêu điểm khen thưởng? Con này là cá đầu người, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ, giết một con có thể đạt được 50 điểm khen thưởng. A Bạch nói, cá đầu người ở nơi này rất đông, ngươi nên cẩn thận. Ngô Bình bật cười, hiếm khi ngươi cũng biết quan tâm ta. Dứt lời, anh đi nhanh về phía trước. Khi anh vừa mới đi hơn mấy chục mét, bùn và cỏ khắp nơi trong mặt nước ào ạt rồi xuất hiện vô số cá đầu người. Bọn chúng cầm đao, kiếm, thương, mâu trong tay, vừa thấy Ngô Bình chẳng nói nhiều đã lao đến tấn công. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình đến đây cũng chỉ có mục đích duy nhất là kiếm điểm khen thưởng, nên anh lập tức sử dụng đạo pháp định quan phân thần trảm. Ngay sau đó, Bạch Hổ Tiên Kiếm mà anh đang cầm bắn ra 3.000 tia sáng, ánh sáng này đã găm chặt vào 3.000 con cá đầu người. Bước tiếp theo, anh lại xuất ra 3.000 bóng người, tấn công vào đám cá này. Phập, phập, phập. 3.000 con cá đầu người đã bị kiếm quan găm chặt trước đó rồi, nên lập tức bị phân thân chém nhát chết tươi. Ngô Bình vừa giết vừa đi vào sâu bên trong, báo đen với hổ vàng đi theo anh cũng ngạc nhiên mở to mắt mà thầm nghĩ. Tên loài người quá đáng sợ, nhất định mình đừng chọc giận anh. Vùng đầm lầy này có diện tích mấy trăm vạn km vuông, bên trong có mấy triệu cá đầu người sống. Ngô Bình đi đến đâu thì cũng bắt gặp cá đầu người, bọn cá này vừa thấy Ngô Bình đã dứt khoát tấn công. Cứ như thế, anh vừa giết vừa đi, cuối cùng giết đến mức tay mỏi, thể lực cũng có chút rã rời chịu không nổi. Nhưng mà xung quanh vẫn có vô số cá đầu người tấn công đến, ùn 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 như kiến, tính ra cũng hàng ngàn hàng vạn con. Anh nói với báo đen và hổ vàng, các ngươi chắn giúp ta một lúc, để ta nghỉ ngơi. Sau đó, anh lấy mấy viên đan dược ăn, rồi hái hai quả dưa vàng ăn nốt. Báo đen với hổ vàng không dám cãi lời, lập tức gầm lên chém giết với đám cá đầu người. Ngô Bình hỏi, A Bạch, ta đã giết bao nhiêu cá đầu người rồi? Hơn 125.000, ngươi đạt được 8.730.000 điểm khen thưởng. Giọng nói của A Bạch có chút thổn thức. Chứng minh cô ta cũng đã bội phục Ngô Bình chút chút rồi. Ngô Bình nhếch môi cười, tốt, bây giờ, ta đã là người cao điểm nhất trong lịch sử rồi. A Bạch, điểm khen thưởng này còn có cách sử dụng khác không? A Bạch, sau khi rời khỏi cửa, người có thể dùng nó đổi một ít đồ. Ngô Bình gật đầu, nếu có thể đổi đồ, thì nên kiếm thêm nhiều điểm khen thưởng một xíu. Lúc này, báo đen đã giết đến mức cả người đầy máu. Ngô Bình thét lên. Lập tức trường kiếm bay vào trong cơ thể đám cá đầu người. Hình ảnh giống như trong thơ kể, kiếm khí tung hoành ba dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Không biết trôi qua bao lâu, Ngô Bình lết cả người mỏi mệt rời khỏi đầm lầy. Anh hỏi A Bạch, lần thứ hai của ta, đã giết bao nhiêu cá đầu người? A Bạch, 173.000 con, đạt được 15.690.000 điểm khen thưởng. Ngô Bình nằm trên lưng của hổ vàng, lười biếng nói. Ngươi đi tiếp về phía trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lúc này, điểm khen thưởng của anh đã vượt qua 20 triệu điểm, thành tích đứng đầu trong lịch sử kia cũng đã vững chãi. Hổ vàng đi thật cẩn thận về phía trước, nó sợ làm phiền đến giấc ngủ của Ngô Bình. Ngô Bình đã ngáp một hơi, anh thật sự quá mệt, chém cá đầu người đến mức sưng cả tay. Không biết bao lâu, anh bị đánh thức bởi mùi hương của rượu. Anh ngồi bật dậy. Đã thấy báo đen và hổ vàng cảnh giác nhìn chăm chú về phía trước. Cách họ không xa là vài người đang ngồi, nhìn kỹ thì họ đều không phải là nhân tộc, trong đó có một tên thần tộc, hai tên dị tộc và một tên nhân tộc. Tên thần tộc kia rất đẹp trai, kết hợp với một mái tóc bạc, mặc một chiếc áo bào màu trắng. Tên nhân tộc kia cũng để ý đến Ngô Bình, hắn ta cười nói, huynh đài có muốn cùng ngồi xuống, uống một ly không? Ngô Bình vừa mới ngủ một giấc. Nên rất khát nên nói, đa tạ. Anh nhảy khỏi lưng hổ vàng, lập tức ngồi xuống một bên. Người này cao lớn và vạm vỡ, lông mày rất đậm giống như đeo hai cặp râu trên đôi mắt, tóc của hắn ta rất dài giống như một người rừng. Người rừng này đưa cho Ngô Bình một cái bình hồ lô đựng rượu, cười nói, đây là rượu bách dược do vượn trắng trên núi nấu ra, mạnh lắm. Ngô Bình ngẩng lên uống một ngụm,
bình phẩm, thơm thật. Bên tay trái của anh có một dị tộc đang ngồi, hốc mắt của người này lõm sâu, tai hình tròn, trên người mọc đầu lông màu xanh đậm. Dị tộc lông xanh liếc Ngô Bình hỏi, ngươi là nhân tộc đến từ bên kia à? Ngươi đến đây mau ghê. Ngô Bình, ta mới vượt qua đầm lầy, nên nhanh hơn bọn họ. Mấy người ngồi ở đây vừa nghe anh nói, lập tức giật mình nhướng mày, ngươi mới vừa ra khỏi địa bàn của cá đầu người đó hả? Nơi đó có cá đầu người rất hung dữ, giết người không chớp mắt sao ngươi vượt qua được? Ngô Bình, thì chém giết rồi qua thôi. Mấy người ở đây nhìn nhau, một tên dị tộc khác không tin nói, chưa có ai sống ra khỏi cái đầm lầy đó cả. Tên dị tộc này có một gương mặt phẳng, mắt nhỏ như đậu xanh, nhưng miệng rất rộng, lộ hàm răng cửa, tay chân của hắn ta cũng thô to không kém cạnh, trông giống như một tảng đá lớn. Ngô Bình biết dị tộc răng cửa này không tin bản thân, anh chỉ thờ ơ nói, ta không quan tâm ngươi có tin hay không. Dị tộc răng cửa cười lạnh, nếu ngươi vượt qua đầm lầy đó thật, thì ngươi phải giết được ít nhất mấy chục nghìn con cá đầu người. Mà điểm khen thưởng của ngươi chắc ít nhất cũng mấy triệu rồi. Ngô Bình, ngươi nói thiếu rồi, vượt qua 10 triệu mới đúng. Đến lúc này, ngay cả tu sĩ nhân tộc cũng nghĩ Ngô Bình đang khoác lác, nên nói, huynh đệ khoác lác quá rồi. Nếu ta là ngươi, giết 50.000 cũng bắt được 300.000 điểm khen thưởng. Mà nói trên chục triệu cũng nổ quá. Ngô Bình lạnh nhạt nói, các ngươi có thể hỏi người dẫn đường của mình mà. Mỗi một tu sĩ bước vào đường chúa tể đều có một người hướng dẫn, cho nên họ lập tức hỏi người hướng dẫn, người trước mắt họ đạt bao nhiêu điểm khen thưởng. Cuối cùng, người hướng dẫn của đám trả lời đều giống nhau, người tối cao kia đã có điểm khen thưởng vượt qua 20 triệu. Bốn người lập tức nhìn Ngô Bình như nhìn thấy quỷ, trong mắt họ hiện lên sự e dè nồng đậm. Ngô Bình nhếch môi cười, một nhân tộc, một thần tộc, hai dị tộc ngồi ở đây làm gì? Anh biết mấy người này không phải ngồi ở đây uống rượu, chắc chắn có mục đích riêng cả. Nếu Ngô Bình vừa đến hỏi họ, anh chắc chắn họ sẽ không chịu nói thậm chí còn lơ bản thân. Nhưng lúc này, bốn người cảm thấy nên trả lời đúng sự thật sẽ có cái kết tốt hơn. Tu sĩ giống người rừng của nhân tộc kia cười nói, trước có một bảo bối, nó mở ra ở trên đường chúa tể, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có ai lấy được nó. Bốn người bọn ta không biết lượng sức mình, muốn hợp tác để thử vào đó lấy xem. Ngô Bình vừa nghe đã thấy hứng thú, hỏi ngay, món bảo bối kia là gì, con đường chúa tể đã mở nhiều năm, thế mà vẫn giữ đến bây giờ sao? Tu sĩ người rừng nói, vị công tử này nên xưng hô thế nào đây? Tiểu đệ tên Ngưu Mân. Ngô Bình, Lý Huyền Bình. Gương mặt của tên thần tộc kia vừa nghe Lý Huyền Bình đã mỉm cười nói, ta nghe đồn có người đã nhẹ nhàng đánh bại Lăng Vân Đại Thần, người đó là các hạ phải không? Ngô Bình cười nói, thì ra ngươi biết ta. Lăng Vân sao rồi, sau khi, hắn ta về nhà có khóc không? Tên thần tộc kia lập tức đen mặt, gằn giọng nói, Lý công tử chú ý lời nói của ngươi. Đại thần không thể khinh nhục được đâu. Ngô Bình cười ha hả, nói, đánh thì ta cũng đánh rồi, ngươi còn nói ta nói cái gì không thể khinh nhục đại thần chứ? Gương mặt của tên thần tộc kia phồng lên đỏ bừng, nghẹn nửa ngày cũng không thốt ra nổi một chữ. Ngưu Mân vội vàng nói, thưa Lý công tử, thật ra bọn ta biết rất ít về món bảo vật kia. Bọn ta chỉ biết các thiên tài mạnh nhất của các tộc đều từng có ý đồ muốn có được nó, đáng tiếc vẫn đi công cốc. Hiện tại, bọn ta có chút biết đại khái về vị trí của món bảo bối đó. Ngô Bình, món bảo bối này sao nằm ở trên đường chúa tể vậy? Chẳng lẽ, mỗi một ải của đường chúa tể đều có cùng loại bảo bối sao? Tên thần tộc đã nghẹn không chịu được, vội vàng cướp lời, thiếu hiểu biết. Đường chúa tể chính là do thiên đế xây dựng nên. Mỗi một cửa đều cất giấu một món chí bảo của thiên đế. Ngô Bình im lặng như suy nghĩ chuyện gì đó, hay là cùng nhau đi tìm. Tên thần tộc này liếc Ngô Bình, nhưng không nói gì. Ngưu Mân cười nói, đúng dịp, dù sao đến xem chút chuyện mới lạ. Ngô Bình nhìn Ngưu Mân, sao lúc trước, ta chưa từng thấy ngươi. Tất cả nhân tộc đều vượt qua cửa sơn cốc để bước vào đường chúa tể, nhưng Ngô Bình chưa từng gặp người này. Ngưu Mân nhếch môi cười. Tuy ta là nhân tộc, nhưng từ nhỏ đã sống ở Ngưu Ma tộc, được một cặp vợ chồng Ngưu Ma tộc nuôi lớn. Cho nên lúc này, ta cũng đại diện cho Ngưu Ma tộc tham gia vào đường chúa tể. Ngô Bình bất ngờ, à, ngươi lớn lên ở Ngưu Ma tộc, thế Ngưu Ma tộc đối xử với ngươi rất tốt rồi nhỉ? Ngưu Mân cười ha hả nói, thật ra không phải dị tộc nào cũng có thái độ thù địch với nhân tộc,
ví dụ như Ngưu ma tộc có quan hệ rất tốt với nhân tộc, trước kia còn thường xuyên giúp đỡ nhau nữa. Ngô Bình không rõ về chuyện này lắm, lập tức hỏi một chút tình hình lúc đó. Bấy giờ, anh mới biết thì ra nhân tộc có rất nhiều đồng minh, Ngưu ma tộc cũng là một trong số đó. Ngưu Mân giới thiệu về mấy người còn lại một lúc, tên thần tộc kia tên Hùng Kỷ, hai tên dị tộc một tên gọi là Phục Đinh Mộc, tên còn lại là Thương Nhĩ Gian. Mọi người uống hết rượu, Ngưu Mân đề nghị mọi người xuất phát, họ lập tức đi về hướng có dãy núi chập trùng, nối tiếp nhau. Khi họ bước vào vùng núi, Hùng Kỷ đột ngột nhắm mắt lại giống như cảm nhận cái gì đó. Ngưu Mân thì thầm giải thích với Ngô Bình, Hùng Kỷ có thiên phú về huyết mạch nên có thể cảm nhận về bảo bối, vậy nên bọn ta mới muốn đi với hắn ta. Ngô Bình liếc Ngưu Mân hỏi, các ngươi đến đây chỉ xem bảo bối thôi à? Không phải khi không lấy nổi bảo bối, thì thấy nó sẽ càng ngứa ngáy hơn à? Ngưu Mân cười nói, mấy người bọn ta không phải kẻ ăn chay, nên mọi người đều cảm thấy bản thân có chút cơ hội mới đi cùng. Tuy cơ hội này không có một phần ngàn, thậm chí một phần vạn cũng không tới nhưng vẫn muốn thử. Có lẽ, công tử cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ bí ẩn nữa đấy. Khi hai người nói chuyện, Hùng Kỷ đã mở mắt chỉ về phía trước, đi bên kia. Một hàng người lập tức tiếp tục đi về phía trước, họ đi tầm vài trăm dặm đã bước vào một ngọn núi chọc. Nơi này trông không có gì nổi bật, nhưng đá trên núi này rất nhẹ. Ngô Bình đá mấy tảng đá, không ngờ nó lăn rất xa. Anh ngạc nhiên nói, mấy đống đá này kỳ lạ quá. Anh nhặt một cục đá lên, siết mạnh không ngờ nó đã bị bóp nát. Hùng Kỷ nhìn thoáng qua nói, đó là không kim, thứ cứng nhất thế gian này. Ánh mắt của Ngô Bình sáng lên hỏi, vật chất cứng nhất à? Dứt lời, anh lấy ra Bạch Hổ Tiên kiếm chém xuống, đúng như dự đoán nó không bị chém vỡ. Ngưu Mân, nơi này có rảnh kim, chắc chắn gần đây có bảo bối. Hùng Kỷ, ta cảm thấy ở gần đây, nhưng không có cách nào biết chính xác nó nằm ở đâu. Ngô Bình bật cười, để ta thử xem. Anh bay lên giữa không trung, sau đó mở ra duy độ nhãn quan sát bên dưới. Hiện giờ tu vi của anh đã tăng lên rất nhiều, còn có được lực cấm thiên và vô thượng đạo, tất cả đều giúp cho duy độ nhãn của anh tăng mạnh hơn. Anh vừa liếc đã thấy cách vị trí của mình hơn 1000 mét có một cái bệ đá khổng lồ. Xung quanh thạch tahi chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng thần niệm không thể nào phát hiện ra nó. Chẳng lẽ là bệ đá? Nó là bảo bối sao? Anh dùng kiếm đâm vài cái trên núi, đáy lòng lập tức lạnh đi. Thì ra ngọn núi này là không kim, anh dùng Bạch Hổ Tiên kiếm chém cũng không thể nào đào ra bệ đá kia được. Anh hỏi Hùng Kỷ, tiểu Hùng, không kim này cứng như vậy làm sao mới có thể đào ra nó? Hùng Kỷ tức giận nhìn Ngô Bình nói, ta là Hùng Kỷ, không phải tiểu Hùng. Ngô Bình, được rồi, Hùng Kỷ. Hùng Kỷ hừ một hơi, nói, không kim quá cứng, nhưng nó cũng có khắc tinh. Dứt lời, hắn ta lấy một con tê tê màu vàng trong túi trữ vật ra, con tê tê này dài hơn 1 mét. Nó vừa rơi xuống đất đã bắt đầu đào hang, đống không kim cứng nhất kia thật sự bị nó đào ra cái hang sâu 1/2 thước. Ngô Bình bất ngờ mở to hai mắt hỏi, giỏi quá, nhỏ thế mà móng vuốt cũng cứng gớm há. Hùng Kỷ nói, nó là toàn thiên thú, nó có thể xuyên thủng cả bầu trời trong mấy ngày thôi, không kim tính là gì đâu. Ngô Bình ôm toàn thiên thú đến một vị trí, cười nói, nhóc con, đào từ đây xuống đi. Toàn thiên thú nhìn Ngô Bình, lập tức bắt đầu đào hang. Tốc độ đào của nó rất nhanh, nhưng muốn đào hơn 1000 mễ cũng phải mất nửa ngày. Hùng Kỷ thấy Ngô Bình chắc chắn như thế, bèn hỏi, người biết bảo bối kia ở đâu à? Ngô Bình cười nói, định vị của ta còn chuẩn xác hơn ngươi đấy. Hùng Kỷ hừ một tiếng, rồi im lặng. Trên núi này trừ đá vẫn là đá, Ngô Bình tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, cầm một cục không kim nghiên cứu, rồi hỏi, không kim này cứng như thế, chắc chắn rất có giá nhỉ. Hùng Kỷ nhìn anh rồi nói, tuy không kim cứng nhưng nó không thể nào luyện được, cho nên không thể chế tạo binh khí, vì vậy đống này không đáng giá. Nhưng nếu ngươi xây nhà có thể dùng nó xây tường. Ngô Bình không để ý đến hắn ta, anh nắm lấy một cục không kim thử thấm lực cấm thiên vào, thử thay đổi kết cấu bên trong nó. Sau một lát, cục không kim này nóng lên, rồi lập tức biến thành một cây chủy thủ trong tay Ngô Bình. Ngô Bình lấy một binh khí ra, nhẹ nhàng chém chủy thủ vào nó. Binh khí này lập tức bị cắt thành hai đoạn. Hùng Kỷ mở to mắt ngạc nhiên, hỏi, ngươi làm sao được vậy? Ngô Bình nói, ta nói ngươi cũng không hiểu, kiến thức hạn hẹp.
Bước tiếp theo, anh lại cầm lấy một cục đá. Sau khi cục đá nóng chảy trên tay, anh cầm nó bằng tay trái, trong nó lập tức bay ra mấy trăm mảnh nhỏ phù văn. Lúc sau, khi mảnh nhỏ phù văn biến mất, còn lại dung nham dần dần lạnh đi, khi nó lạnh rồi lập tức biến thành một cục đá bình thường, hơn nữa trọng lượng cũng đã tăng lên. Ngưu Dân nhìn những mảnh nhỏ này mà bất ngờ mở to hai mắt hỏi, mấy thứ này là gì? Ngô Bình, một loại ký hiệu bị nghiền nát, vì sự hiện diện của nó nên mới làm cho mấy tảng đá bình thường này biến thành không kim. Hùng Kỳ quá bất ngờ như không thể tin nổi, hỏi lại, làm sao ngươi phát hiện ra nó? Ngô Bình thầm nói, chắc ta nói cho ngươi biết á. Anh lại đi đến đầu của một tảng đá lớn gần đó, ấn tay xuống truyền lực cấm thiên lập tức nóng chảy tảng đá ra. Anh tiếp tục lấy mảnh nhỏ ký hiệu từ trong đó ra. Lúc này đã mấy vạn mảnh nhỏ ký hiệu kỳ ảo lơ lửng trên không trung, anh thấy thế âm thầm sử dụng lực lượng vô thượng đại đạo rồi thổi một ngụm khí vào những mảnh nhỏ ký hiệu kia. Vô thượng đại đạo bao trùm hết tất cả đường, nhờ đó mà vài ký hiệu cũng đã biến từ hợp chất đại đạo đơn giản thành hợp chất phức tạp cùng chịu kiểm soát của anh. Ngay tức thì, những mảnh nhỏ ký hiệu lại liều mạng bồi vào cho đầy đủ các ký hiệu đã mất. Những ký hiệu này vừa xuất hiện, đã bắn ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, chúng có 3 loại ký hiệu, mỗi loại đều có trên 100 mảnh nhỏ. Ngô Bình rút chuôi thất tinh long uyên kiếm ra, rồi đưa thân kiếm lại gần ký hiệu. Những ký hiệu màu tím trong đó lập tức dán lên trên mũi kiếm, hình thành thật nhiều kiếm vân như hình bông tuyết. Sau đó, Ngô Bình chém ra một nhát, mũi kiếm để lại rõ ràng bóng kiếm trên không trung. Thậm chí, bóng kiếm còn sót lại vẫn giữ sức tấn công như mạnh như cũ, anh có thể di chuyển theo mũi kiếm. Ngay sau đó, anh để cho ký hiệu màu lam dán lên lưỡi kiếm rồi lại tiếp tục vung kiếm đi. Lần này, mũi kiếm chỉ nhẹ nhàng vẽ một đường đã rạch rách không gian, để lộ ra một khe hở nhỏ trong suốt như bị lưỡi dao sắc bén rạch qua. Anh đút tay vào khe hở kia, lập tức thấy được bên trong nó là một mảnh không gian khác. SSSS. Anh nghe Ngưu Dân hút vài ngụm khí lạnh, Hùng Phi giật mình nói, kiếm này có thể mở ra không gian luôn kia. Ngô Bình cười trừ, để cho loại ký hiệu màu vàng dán vào kiếm, nó hình thành kiếm vân màu vàng như hình bông tuyết. Anh lại vung kiếm lần thứ 3, Ngưu Dân với Hùng Phi lập tức hoảng sợ giống như nhớ ra ký ức nào đó bản thân đã quên. Bọn họ cũng không phải tu sĩ bình thường, nên hình như biết được chuyện gì đó mà biểu cảm trên gương mặt ai cũng thay đổi. Ngưu Dân hỏi, hình như có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng mà ta lại không nhớ gì hết. Ngô Bình cười trừ nói, người mò túi tiền bên trái của bản thân xem. Ngưu Dân vừa chạm vào bên hông, đã phát hiện bên trong có một cục đá. Hắn ta bất ngờ đến đần ra hỏi, cục đá xuất hiện trong túi của ta từ khi nào vậy? Ngô Bình thờ ơ nói, ta bỏ nó vào đấy. Nhưng mà, đoạn thời gian ta bỏ cục đá vào trong túi của ngươi đã bị ta chém mất rồi. Vậy nên, ngươi không nhớ và cũng chẳng biết gì. Gương mặt của Ngưu Dân tỏ rõ sự nghi ngờ, thời gian cũng có thể bị chém à? Ngô Bình thở dài, ngay cả ta cũng không thể tin mà. Hùng Phi nhìn anh hỏi, nếu đoạn thời gian kia bị chém mất, thì việc ngươi bỏ cục đá vào trong túi của hắn ta cũng sẽ biến mất chứ? Tại sao, trong túi của Ngưu Dân vẫn còn cục đá y nguyên vậy? Ngô Bình giải thích, bởi vì ta là người cầm kiếm, vậy nên ta muốn kết quả vẫn giữ nguyên, nên chỉ thay đổi ký ức của vài người các ngươi. Dứt lời, anh lại khắc toàn bộ mấy trăm ký hiệu còn lại trên lưỡi kiếm để lưỡi kiếm hình thành 3 đường kiếm vân hình như bông tuyết. Hùng Phi nhìn chăm chú vào thanh kiếm tiên trong tay của Ngô Bình, với sự tham lam hiện lên trong đôi mắt. Nhưng lý trí đã nói cho hắn ta biết, hắn ta không thể tính kế nhắm vào bảo kiếm của Ngô Bình, nếu không bản thân sẽ chết vô cùng thảm. Lý công tử có thể ngưng tụ các mảnh nhỏ ký hiệu với nhau một lần nữa, thật khiến người khác bội phục. Những ký hiệu này đều do công pháp của thiên đế biến thành, chỉ tiếc là sau khi thiên đế chết thì mấy ký hiệu này cũng vỡ vụn theo. Người ta nói thì trên thế giới này, không ai có thể khôi phục được nó trừ thiên đế cả. Ngô Bình, những ký hiệu này đều do thiên đế để lại à? Hùng Phi suy nghĩ vài giây, lại nói, trước đây, khi thiên đế biến mất. Trong lúc đa phần các công pháp đều phân vỡ vụn và nhập vào đất trời, thì có một vài bộ phận đã rơi vào đường chúa tể. Ngô Bình, vậy bảo bối này cũng là của thiên đế à? Hùng Phi, ta cũng không biết. Tiếp đó, Ngô Bình vẫn làm tương tự lúc trước, anh liên tục lấy mảnh nhỏ ký hiệu trong không kim ra. Nhưng lần này khác trước một chút. Bởi vì, anh hút các mảnh nhỏ ký hiệu vào thẳng trong thánh mạch của mình,
sau đó nhờ tác dụng của vô thượng đạo lực mà ngưng tụ các mảnh nhỏ ký hiệu lại thành một dãy ký hiệu đầy đủ. Xong xuôi mọi chuyện, dán một phần những ký hiệu này lên dương thần, một phần khác dán lên đại mạch của bản thân. Mấy người Hùng Phi cứ thế, trơ mắt nhìn ngọn núi nhỏ do không kim hình thành trước mặt liên tục nhỏ lại, từ 100 mét xuống dần đến hơn 80 mét, hơn 70 mét và cuối cùng là cả ngọn núi đều biến mất. Bởi vậy, Ngô Bình cũng hấp thụ được 100 vạn ức mảnh nhỏ ký hiệu. Cuối cùng, những mảnh nhỏ ký hiệu này ngưng tụ trong cơ thể anh tròn 1 vạn ức ký hiệu. Lúc ba loại ký hiệu liên tục dán lên dương thần, chúng dần dần xuất hiện thay đổi. Đầu tiên là 3 vạn 6.000 miếng ký hiệu ngưng tụ thành một phù trận, 3.000 phù trận lại ngưng tụ thành cấm chế, 72 loại cấm chế lại ngưng tụ thành một ấn ký vô cùng phức tạp và bí ẩn. Trong đó, ký hiệu màu tím ngưng tụ thành 2 ấn ký hình trăng lưỡi liềm, trên mặt hình này là có rất nhiều ký hiệu nhỏ cực kỳ phức tạp. Lúc ấn ký vừa xuất hiện, Ngô Bình đã cảm nhận được một khí tức cấm kỵ rất mạnh mẽ. Có nghĩa là, ấn ký này có được thuộc tính của một phần cấm kỵ. Ký hiệu màu lam ngưng tụ thành ấn ký hình tia chớp màu lam, ký hiệu màu vàng ngưng tụ thành một ấn ký hình lập phương màu vàng. Lúc ba loại ấn ký hoàn toàn xuất hiện, một ngọn núi vô sơn trên mặt đất đã bị đào sạch, những tảng đá đã hút hết mảnh nhỏ ký hiệu và quăng đi đã xếp thành một ngọn núi nhỏ khác ở xa xa. Lúc này, toàn thiên giáp trong lòng đất cũng đã đạo được lên thạch thai, nhưng đột nhiên có một tiếng bong vang lên, một bức màn ánh sáng vàng xuất hiện dưới mắt đất, ngay cả toàn thiên giáp cũng không thể đào qua. Hùng Phi nhíu mày, đúng như ta đoán, chắc chắn phía dưới là cấm chế mà còn là cấm chế vô cùng cao siêu mà người ta bỏ xuống. Ta e là chúng ta không thể nào phá được nó. Ngô Bình hỏi, có phải cần nhiệm vụ ẩn mới có thể phá vỡ được không? Vì vậy, nhóm người của Ngô Bình đều hỏi người hướng dẫn của mình. Cuối cùng, họ đều nhận đáp án khác nhau. Mấy người Hùng Phi nghe xong mà đầy thất vọng, có lẽ họ không hoàn thành được nhiệm vụ ẩn rồi. Duy chỉ có Ngô Bình nghe được câu trả lời khác họ, à không nói cũng biết, người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, luyện hóa công pháp thiên đế. Ngô Bình, những ký hiệu này là công pháp của thiên đế à? A Bạch, tất cả công pháp của thiên đế đều biến thành ký hiệu, nếu hấp thụ đủ nhiều các ký hiệu này thì ngươi có thể nhận được một ít năng lực của thiên đế. Vì thế, Ngô Bình tiếp tục lấy các mảnh nhỏ ký hiệu từ bên trong không kim còn lại dưới đất. Mấy người Hùng Phi biết bản thân có cố cũng vô vọng. Nên không muốn ở đây lâu nữa mà lần lượt rời đi. Người đi cuối cùng là Ngưu Dân. Sang ngày hôm sau, cuối cùng Ngô Bình đã tinh luyện tất cả không kim, hấp thụ và ngưng tụ toàn bộ mảnh nhỏ ký hiệu lại. Nhờ đó, mà ấn ký trên cơ thể anh càng trở nên mạnh rõ ràng hơn. Cuối cùng anh cũng chạm được vào màng màu vàng này, vì vậy anh nói A Bạch, mở ra. Màng màu vàng lập tức biến mất, Ngô Bình đào thạch thai lên. Thạch thai có màu vàng. Bên ngoài mặt có rất nhiều ký hiệu huyền ảo, vừa nhìn đã biết nó không tầm thường. Ngô Bình không có thời gian nghiên cứu, nên ném nó vào trong chữ vật không gian rồi tiếp tục đi lên đằng trước. Thoáng chốc, anh đã tìm được các thành viên khác trong tổ đội nhỏ của mình. Điểm khen thưởng của họ không có nhiều, Ngô Bình đành giúp họ một tay để điểm khen thưởng của tất cả mọi người đều vượt qua 3 vạn, đạt điều kiện để qua cửa. Thời gian còn lại, anh đều dùng nó để nghiên cứu 3 loại ấn ký kia. Anh phát hiện ra, ấn ký màu tím có được năng lực sao chép trong thời gian ngắn, có nghĩa là Ngô Bình có thể xuất hiện các nơi khác nhau cùng một lúc. Thậm chí, nếu tốc độ của anh đủ nhanh thì anh có thể vừa xuất hiện ở Thánh Cổ Đại Lục mà cũng vừa xuất hiện ở thiên giới. Loại sao chép này trông chả tiêu hao gì, chỉ cần sử dụng thỏa đáng thì sẽ có được hiệu quả không tưởng. Ví dụ như lúc Ngô Bình chiến đấu với địch, có thể đồng thời sao chép ra 100 phân thân rồi dồn lại đánh kẻ địch. Đương nhiên, phân thân càng nhiều thì lực lượng của bản thân anh sẽ bị tiêu hao càng lớn. Ví dụ như, nếu Ngô Bình muốn phân thân đồng thời 100 người nhân bản giống mình thì anh chỉ có thể giữ được 5-6 giây với thể lực hiện tại. Nếu anh muốn phân thân 10 người nhân bản như bản thân, thì anh chỉ giữ được hơn 1 phút đồng hồ. Ngô Bình không chỉ có thể phân thân chính mình, còn có thể phân thân pháp bảo và binh khí mà bản thân đang giữ. Do đó, mà khi nhân bản được phân thân sẽ đánh có tỷ lệ thương hại giống hệt với tỷ lệ do người thực đánh. Ấn ký màu lam lại có năng lực cắt không gian, mà dù bất luận là vật thể nào đều ở trong không gian nên Ngô Bình vận dụng lực lượng này lên binh khí, có thể bất khả chiến bại và cắt đứt mọi thứ. Ấn ký màu vàng có thể kiểm soát thời gian, thay đổi trí nhớ và nhận thức của đối thủ. Nếu anh phối hợp nó với huyền thiên mộng cảnh, thì hiệu quả càng tốt hơn. Cuối cùng đã hết 3 ngày.
tất cả mọi người đều nghe giọng nói của người hướng dẫn. Phần thưởng dựa vào số điểm khen thưởng xếp trên bảng. Vòng này, người đứng vị trí cao nhất, phần thưởng được nhận là một thế thân phù, phù này có thể chết thay ngươi một lần. Đạt được vị trí cao nhất trong lịch sử, phần thưởng được nhận là một thiên không bạch pháp chỉ. Ngươi viết nguyện vọng của mình lên pháp chỉ, sau khi sử dụng pháp chỉ thì nguyện vọng có thể đạt được. Ngô Bình bất ngờ, mở to mắt hỏi, nguyện vọng gì cũng đạt được cả sao? A Bạch, nguyện vọng cao nhất có thể đạt đến cấp Thánh Hoàng. Ngô Bình hỏi, nguyện vọng cấp Thánh Hoàng là gì? Ví dụ thăng cấp cho người nào đó lên Thánh Hoàng, hoặc là bỏ tu vi của một Thánh Hoàng nào đó. Hoặc có thể làm được việc mà chỉ có Thánh Hoàng mới làm được. Ngô Bình giật mình, sau đó hai mắt lại phát sáng. Một bùa và một pháp chỉ xuất hiện trước mặt anh cẩn thận cất thật kỹ. Cùng lúc đó, những tu sĩ không thể qua cửa đều bị truyền tống ra ngoài. Cuối cùng, chỉ còn hơn 100.000 tu sĩ đủ tư cách bước vào cửa thứ hai. Giờ phút này, một ánh sáng màu trắng giáng từ trên trời xuống, bao phủ cả cơ thể Ngô Bình. Ngay sau đó, cơ thể anh biến mất đi đến một vùng toàn là băng. Xung quanh anh đều là tuyết trắng xóa, xa xa là một tòa núi tuyết khổng lồ. Anh nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh bản thân chẳng có tu sĩ nào, lập tức hỏi A Bạch, nơi này là cửa thứ hai à? A Bạch, đúng vậy, nơi này là cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết có rất nhiều nguy hiểm, người cần giết tuyết ma lấy điểm khen thưởng. Điểm khen thưởng ở cửa thứ hai này vượt qua 100.000 điểm, thì có thể vượt qua bài kiểm tra. Điểm khen thưởng ở cửa trước của ta còn không? Anh hỏi. Điểm khen thưởng cửa trước vẫn còn lưu lại, người có thể tích lũy đến cửa thứ 9 để đổi thưởng. Ngô Bình hỏi, phần thưởng gì? A Bạch, phần thưởng của thiên đế để lại có hơn 1 triệu món. Hiện tại, chỉ có hơn 37.000 món đã đổi đi. Điểm khen thưởng càng nhiều, thì phần thưởng sẽ càng quý hiếm. Ngô Bình cười mỉa mai, ta phải giết bao nhiêu tuyết ma chứ? A Bạch, trong cơ thể mỗi của tuyết ma có chứa lực lượng huyền ảo, thực lực của cũng rất mạnh mẽ. Nhưng khi ngươi giết được một con tuyết ma sơ cấp, thì có thể nhận được 1.000 điểm khen thưởng, giết một con tuyết ma trung cấp thì nhận 8.000 điểm khen thưởng. Nếu ngươi có thể giết được tuyết ma cao cấp, thì sẽ nhận được 50.000 điểm khen thưởng cho mỗi con. Ngô Bình còn muốn hỏi thêm, nhưng đột nhiên trong đống tuyết đằng trước anh lại lao ra một cái bóng trắng. Bóng trắng này có mặt khỉ, thân mèo, đuôi nhọn hoắt như một cái cây. Nó nhào đến cào anh. Ngô Bình vội vàng lui ra sau mấy mét, nhanh như tia chớp, sẵn tiện đang cầm kiếm tiên trong tay, anh lập tức chém một nhát, đã chém con quái vật kia thành hai khúc. Nhưng một hình ảnh quái dị xuất hiện, hai khúc của con quái vật vừa bị chém kia lại dính lại với nhau, thoát cái đã sống lại và nhào đến giết anh tiếp. Hừm, giết không chết hả? Anh lại chém nhát nữa, lần này làm chém bay đầu con quái vật rồi giẫm nát đầu nó ra. Cuối cùng, anh tìm được một mảnh nhỏ ký hiệu bên trong đống óc nát tương của nó. Mà mảnh nhỏ ký hiệu này giúp cho quái vật kia có sức phục hồi mạnh như thế. Thú vị đấy, thì ra sức mạnh của tuyết ma tùy theo mảnh nhỏ ký hiệu trong cơ thể của chúng. Lúc này, anh thu mảnh nhỏ kia, rồi tiếp tục đi về phía trước. Anh cứ đi như thế chưa đầy 100 mét, xung quanh đã nhảy ra vài chục con tuyết ma. Ngô Bình lập tức không nương tay, thoáng chốc đã giết hết và thu được vài cục mảnh nhỏ ký hiệu. Anh phát hiện, trong cơ thể của mấy mảnh ký hiệu trên cơ thể của mấy con tuyết ma này lại hơi giống nhau, chỉ có chút khác. Nhờ nó, mà đám tuyết ma này lại có năng lực khôi phục mạnh mẽ giống nhau, có con trai đòn, có con thì ẩn thân, còn có vài con dịch chuyển tức thời được. Ngô Bình vừa đi vừa đánh giết tuyết ma, sau nửa ngày anh đã giết hơn 10.000 con tuyết ma và lấy được hơn 10.000 mảnh ký hiệu. Anh phát hiện, những mảnh nhỏ này có 7 tác dụng, mỗi cái đều mang hiệu quả khác nhau. Lúc này, anh đưa hết những mảnh nhỏ ký hiệu này ra lơ lửng giữa không trung. Sau đó, anh sử dụng vô thượng đại đạo nhập vào chúng. Mọi chuyện như anh dự đoán, những mảnh nhỏ ký hiệu này cùng tụ lại rồi biến thành một đống ký hiệu đầy đủ. Khi ký hiệu đã đủ 7 tác dụng xuất hiện, nó lại tiếp tục tổng hợp, ký hiệu 7 tác dụng kia ngưng tụ thành một loại ký hiệu hoàn toàn mới. Ký hiệu này phát ra 7 sắc cầu vồng, trông huyền diệu hơn 3 loại ký hiệu mà Ngô Bình đã hấp thụ lúc trước. Nó là cái gì? Ngô Bình chạm tay vào ký hiệu đột ngột chui vào cơ thể của anh. Sau khi chúng dạo qua cơ thể một vòng, lại nhập vào trong dương thần của Ngô Bình. Anh lập tức cảm giác có năng lực thần bí nào đó xuất hiện trong dương thần của mình, nhưng chúng quá yếu.
Dù sao thì, nó cũng chỉ là một dãy ký hiệu mà thôi. Cứ theo đó, những mảnh nhỏ ký hiệu còn lại tiếp tục tụ họp, cuối cùng ngưng tụ thành 32 miếng ký hiệu, dung nhập toàn bộ vào trong dương thần của Ngô Bình. Giết hơn 10.000 con tuyết ma, chỉ thu được 32 miếng ký hiệu. Ngô Bình bắt đầu nghĩ cách làm sao để thu hút càng nhiều tuyết ma đến để giết hơn. Anh ném hơn 100 mảnh nhỏ ký hiệu vào không trung, những mảnh nhỏ ký hiệu này lóe sáng lập lòe thu hút được các tuyết ma gần đó như dự đoán của anh. Trong vòng 1.000 dặm, có ít nhất cũng hơn 100.000 con tuyết ma chạy như điên đến đậy. Ngô Bình rút kiếm tiên ra, đại khai sát giết. Mỗi lần giết được một con tuyết ma, là anh lại hút mảnh nhỏ ký hiệu trong cơ thể nó. Ngô Bình giết được 100.000 con tuyết ma cũng đưa hết các mảnh nhỏ ký hiệu lên không trung, sau đó lại xử lý tuyết ma gần đó. Anh giết chết con tuyết ma cuối cùng, mới ngồi phịch xuống đống tuyết nghỉ ngơi, tiện thể hỏi A Bạch, bây giờ, điểm khen thưởng của ta đã đứng đầu chưa? A Bạch, điểm khen thưởng của ngươi hiện tại là 21.500.000 điểm, đứng vị trí nhất và đứng vị trí thứ 3 trong lịch sử. Ngô Bình bất ngờ, người có điểm cao nhất lịch sử là bao nhiêu? Điểm khen thưởng đạt 499.030.000 điểm. A Bạch nói. Ngô Bình thở dài, đứng đầu thật khó quá đi. Anh nghỉ ngơi một lát lại thả tất cả mảnh nhỏ ký hiệu ra, rồi sử dụng vô thượng đại đạo để chúng tụ lại thành ký hiệu đầy đủ. Cuối cùng, anh lại có được 301 miếng ký hiệu. 334 miếng ký hiệu dung nhập vào cơ thể của Ngô Bình, giúp cho lực lượng bí ẩn trong cơ thể anh tăng lên rất nhiều. Anh thấy thế, thử sử dụng lực lượng này. Ầm ầm, dương thần lập tức bốc cháy, trong cửu thiên thập địa đều có lực lượng mạnh mẽ đang ào ạt đổ vào dương thần biến nó nóng như đang bị thiêu đốt, phóng ra nguồn lực lượng mạnh đến khủng khiếp. Nguồn lực lượng này còn mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần với bất cứ lực lượng nào mà Ngô Bình biết. Anh sợ hãi nên vội dừng sử dụng, lửa thần biến mất, nguồn lực lượng khủng bố kia cũng biến mất. Lúc này, đôi mắt của anh vì vui mừng mà sáng lên, với nguồn lực lượng này. Dù anh có gặp cường giả mạnh hơn mình nhiều thì cũng có cơ hội chiến một trận. Mình chỉ còn cách vị trí đứng nhất trong lịch sử một đoạn nữa, phải tiếp tục giết tuyết ma để thu thập ký hiệu mới được. Anh lập tức xốc lại tinh thần, rồi dùng cách thu hút tuyết ma trước đó và tiếp tục đại khai sát giới. Hình như, mấy con tuyết ma này không có não, rõ ràng có một đám tuyết ma bị giết trước đó rồi nhưng chúng ta vẫn không sợ chết cứ tiếp tục lao đầu vào. Cuối cùng, toàn bộ bị Ngô Bình giết sạch. Thoát cái đã hai ngày trôi qua, lúc này Ngô Bình đã chém giết 450.000 con tuyết ma rồi, nên trong vòng 1.000 dặm quanh đây khó tìm được con tuyết ma nào nữa. Đương nhiên, sau khi giết được 450.000 con tuyết ma, anh cũng thoải mái lấy được 107 triệu điểm khen thưởng, xếp thứ vị trí thứ nhất trong lịch sử ở cửa thứ hai. Đồng thời, ký hiệu mà dương thần của anh hút được cũng đã vượt qua 1.500 miếng. Ngô Bình cứ liên tục giết chóc như thế khiến anh mệt muốn xỉu. Anh quyết định nghỉ ngơi. Ngô Bình tính thời gian 3 ngày cũng sắp đến, hỏi A Bạch, có phải điểm khen thưởng đứng đầu sẽ có phần quà gì không? A Bạch, người đứng nhất sẽ được phần quà là, một trấn sát thiên phù, phù này có thể sử dụng 3 lượt để trấn giết cường giả dưới thánh hoàng. Người đứng đầu trong lịch sử sẽ nhận được một phần quà, đó là một bộ thiên giáp, do thiên đế luyện chế ra. Người có được thiên giáp này, có thể tăng thực lực của mình lên bằng một nửa thánh hoàng. Đồng thời có được lực phòng ngự cấp thánh hoàng. Ngô Bình bất ngờ trợn tròn mắt, mạnh như thế à? A Bạch, cửa thứ hai đã kết thúc, người có muốn tiếp tục tham gia cửa thứ ba không? Ngô Bình hỏi, chẳng lẽ, ta còn có thể rời đi nửa chừng à? A Bạch, ngươi là người đứng đầu trên bảng lịch sử, nên có đặc quyền rời đi giữa chừng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể quay trở lại bất cứ lúc nào để tiếp tục bước vào cửa thứ ba. Ngô Bình im lặng suy nghĩ. Bản thân đã đến đây 6 ngày nên cũng phải quay về xem sao. Anh lập tức hỏi, thời gian vượt qua cửa thứ 3 mất bao lâu? A Bạch, không có giới hạn thời gian, nhưng đa số tu sĩ đều mất 1 tháng để qua cửa. Ngô Bình gật đầu, được rồi, vậy ta tạm thời rời đi. A Bạch giao cho Ngô Bình một lá phù nói, người hãy nghĩ mình trở về, rồi bóp nát đó lá phù này là được. Ngô Bình gật gù, một cột sáng rơi xuống. Anh đã đến Sơn Cốc trước khi vào đường Chúa Tể. Sau khi trở về, anh đi đến Đa Bảo Các trước. Hiện tại, việc lại ăn của Đa Bảo Các rất tốt. Những món đồ anh lấy từ trong kho ra bảo ra, đều rất được mọi người ưa chuộng, mỗi ngày có rất nhiều khách đến tranh mua. Đào Như Tuyết nói, anh Bình, lại thiếu đan dược rồi.
Ngô Bình cũng hết cách, anh đành đổi một ít công đức lấy đan dược rồi tự luyện đan. Hiện tại khi anh chỉ luyện được 2 lò đan dược, sau đó nhờ vạn hóa thần hồ phục chế đan dược và bán ra. Anh vừa luyện được vài lò đan dược, Phương Lập đã vội vàng chạy vào thông báo, thưa chủ nhân, có chuyện lớn xảy ra rồi. Ngô Bình hỏi, chuyện gì? Phương Lập, Diệp Phục Thiên gia nhập vào thần tộc rồi. Hắn ta còn được thần tộc tặng danh là Phục Thiên Thượng Thần. Ngô Bình bất ngờ hỏi lại, tên đó chỉ mới bán bộ thánh hoàng, sao có thể vào thần tộc được? Phương Lập, chuyện này cũng khiến ta rất thắc mắc, thần tộc khác bản chất với nhân tộc. Mà thể chất của Diệp Phục Thiên lại thua xa thần thể. Đúng rồi, Diệp Phục Thiên còn cưới nữ nhân Kim Cương Thần Vương làm vợ. Ngô Bình xoa cằm ngẫm nghĩ, xem ra Tử Thanh Thánh Hoàng xuất hiện tạo áp lực lớn với Diệp Phục Thiên, cho nên hắn ta mới bất chấp tất cả phản bội nhân tộc và gia nhập vào thần tộc. Phương Lập, thật ra, chuyện mà nhân tộc có thực lực mạnh gia nhập vào thần tộc trong hàng năm không có gì là hiếm lạ. Nhưng mà Diệp Phục Thiên cũng chỉ mới bán bộ Thánh Hoàng, mà làm thế khiến cho mọi người ngạc nhiên thở dài tiếc nuối thôi. Ngô Bình hừ lạnh khinh bỉ, chẳng có gì đáng tiếc cả, cái loại mới bán bộ Thánh Hoàng không có tương lai đó chẳng làm nhân tộc lạ lẫm gì nữa rồi. Phương Lập, thưa chủ nhân, còn một việc nữa. 2 ngày trước, có một người tên là Hiên Viên Thượng Nhất, đến tìm chủ nhân, người này nói muốn bàn chuyện kinh doanh với chủ nhân. Lúc đó chủ nhân đang ở đường Chúa Tể, nên người nọ nói bản thân đành ở lại quán trọ đối diện để đợi chủ nhân về. Ngô Bình, hừm, đối phương là ai? Người đó cần kinh doanh gì? Phương Lập, đối phương chưa có nói, nhưng ta thấy một ít phái đoàn bên cạnh người này đoán chắc cũng là nhân vật lớn. 2 người đang nói chuyện, vị khách kia lại đến. Khi đối phương đến trước mặt Ngô Bình, đập vào mắt anh chính là một nam tử tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, mũi cao như huyền đảm, mặt trắng, mặc một bộ xiêm y trắng thuần. Hắn ta ôm quyền, nói với Ngô Bình, chào Lý công tử, tại hạ là Hiên Viên Thượng Nhất. Ta đến đây muốn bàn chuyện kinh doanh với ngươi. Ngô Bình hỏi, à, không biết ngươi cần kinh doanh gì? Hiên Viên Thượng Nhất nói, Hiên Viên gia của chúng ta là một trong tứ đại thương hội của Thánh Cổ Đại Lục, cũng là cổ động lớn của tứ hải thương hội. Ta nghe nói trong tay Lý công tử có thánh môn, nên không biết có còn không. Chuyện Ngô Bình có được thánh môn cũng không phải bí mật gì tại Thánh Cổ Đại Lục, và lại anh chỉ toàn bán mấy đồ của thiên giới. Cho nên, rất nhiều người đoán ra anh có thánh môn. Ngô Bình không trả lời, mà đưa chuyện hướng sang một hướng khác, ta không có thánh môn, nên không giống với chuyện người nghe người ta đồn đâu. Hiên Viên Thượng Nhất cười nói, thưa Lý công tử, thật ra ở tứ hải thương hội của bọn ta cũng có một thánh môn. Ngô Bình biết thánh môn không chỉ có một cái, nên bình tĩnh hỏi, rồi sao? Hiên Viên Thượng Nhất, chúng ta hy vọng Đa Bảo Các có thể gia nhập vào tứ hải thương hội. Bởi như vậy hai bên mới tránh được việc xung đột về lợi ích. Ngô Bình, nếu Đa Bảo Các gia nhập Tứ Hải Thương Hội, thì các ngươi có thể cho ta cái gì? Hiên Viên Thượng Nhất, Tứ Hải Thương Hội luôn giữ mối làm ăn, buôn bán giữa các thế gia mạnh, nếu Lý công tử hợp tác với chúng ta chỉ có chỗ tốt chứ không xấu. Ngô Bình cười mỉa đứng dậy, ta không hứng thú với chỗ tốt mà ngươi nói. Hiên Viên Thượng Nhất đánh giá Ngô Bình hỏi, Lý công tử đã nghe về thiên gia chưa? Ngô Bình giật mình hỏi, người ở thiên giới hợp tác với Tứ Hải Thương Hội là thiên gia à? Hiên Viên Thượng Nhất, không chỉ có thiên gia mà còn có các thế lực khác, thật ra bọn ta đã nhờ thiên gia giúp đỡ, điều tra về Lý công tử rồi. Ngài là một nhân vật rất nổi tiếng ở thiên giới. Ngô Bình nhíu mày, lá gan của Tứ Hải này to thật đấy, dám điều tra cả mình. Anh vẫn rất bình tĩnh hỏi, có nghĩa là, Đa Bảo Các bắt buộc phải gia nhập vào Tứ Hải Thương Hội của các ngươi à? Hiên Viên Thượng Nhất bật cười ha hả nói, ngài nói quá lời rồi, dù sao chuyện này đều là hợp tác giữa hai bên, ngài có lý do gì mà từ chối đâu. Ta bảo đảm sau khi Đa Bảo Các gia nhập vào Tứ Hải Thương Hội, lợi nhuận sẽ càng nhiều hơn chứ không ít. Ngô Bình im lặng suy nghĩ vài giây, nói, mời ngươi trở về, ta suy nghĩ một thời gian đã. Hiên Viên Thượng Nhất cười nói, được, tại hạ ở lại quán trọ đối diện. Khi nào ngài đã nghĩ thông suốt? Xin hãy đến báo cho tại hạ một tiếng. Đối phương đi rồi, Phương Lập tức giận chửi, hắn là cái thá gì dám đe dọa chủ nhân, muốn chết lắm rồi mà. Ngô Bình hỏi Phương Lập, lão Phương biết bao nhiêu về Tứ Hải Thương Hội vậy? Phương Lập, tiếng tăm của Tứ Hải Thương Hội rất nổi, cũng là một trong số tứ đại thương hội có đường kinh doanh mạnh nhất. Thậm chí, tại địa bàn của thần tộc,
các đại thần quốc, bộ lạc dị tộc đều có bóng dáng của Tứ Hải Thương Hội. Hội trưởng của Tứ Hải Thương Hội là một thượng thần. Ngô Bình nhíu mày, thần tộc. Phương Lập, tên này cũng là bán bộ như Diệp Phục Thiên rồi gia nhập vào thần tộc. Do tên này giữ thân phận của thần tộc, nên các chúa tể cũng không quá quan tâm xem bọn chúng làm cái khỉ gió gì. Ngô Bình cười mỉa mai, chó má Tứ Hải Thương Hội, ta giết chết là được rồi. Anh ôm cơn tức đến chỗ ở của Tử Thanh Thánh Hoàng, thị vệ thấy anh lập tức cúi đầu hành lễ, không cản lại. Lúc này, Tử Thanh Thánh Hoàng đang đọc công văn, nàng ấy vừa gặp Ngô Bình đến đã cười gọi, sao cậu lại ra sớm vậy? Ngô Bình đắc ý nói, trong khi ta ở trong hai cửa đầu đều đứng vị trí nhất trong bảng lịch sử đấy. Bởi vậy, ta có đặc quyền ra vào đường chúa tể tùy thích. Tử Thanh Thánh Hoàng vui mừng nói, cậu nói thật à? Ta biết cậu sẽ đạt được thành tích bất ngờ mà. Sau khi hai người tán gẫu vài câu, Ngô Bình nói đến chuyện chính, chị biết về Tứ Hải Thương Hội không? Tử Thanh nói, ta biết rất rõ, Tứ Hải Thương Hội rất lớn, việc kinh doanh trải rộng các tộc. Hội trưởng của bọn chúng còn gia nhập vào thần tộc, tên là Già Lâu Thượng Thần. Ngô Bình, Tứ Hải Thương Hội vừa đến đe dọa ta, chúng muốn đa bảo các của ta gia nhập vào bọn chúng. Tử Thanh nhíu đôi mày thanh tú lại hỏi, bọn chúng đe dọa cậu thế nào? Ngô Bình, tuy bọn chúng không nói rõ ràng, nhưng cứ nói bóng gió rằng ta phải đồng ý, bởi bọn chúng sẽ sử dụng quan hệ thiên giới làm đệ đẹp mặt. Ta thấy hành động này của Tứ Hải Thương Hội, đang tỏ ý bảo chị không quản lý được thiên giới, mới kiêu ngạo như thế. Tử Thanh Thánh Hoàng cười khinh bỉ, chỉ là một thương hội thôi, dù có dựa vào thần tộc thì đã sao? Bọn chúng dám đe dọa em trai của ta, thật là to gan. Ngô Bình, Tứ Hải Thương Hội đang ỷ có thần tộc làm chỗ dựa, mới dám tính kế ta. Bọn chúng đang khinh thường chức Thánh Hoàng của chị đấy. Tử Thanh, dù thần vương đến đây cũng không dám vô lễ với ta, chỉ một Tứ Hải Thương Hội mà lấy đâu lá gan tính kế lên người bên cạnh của ta chứ. Ngô Bình nhớ ra một chuyện, vội nói, đúng lúc, ta cũng muốn bàn với chị một chuyện. Tử Thanh, chuyện gì? Ngô Bình, Thánh Môn không chỉ có một cái, Tứ Hải Thương Hội cũng có một Thánh Môn, nên ta nghĩ chắc ba đại thương hội khác cũng có. Tứ đại thương hội có thể phát triển lớn mạnh như thế chắc chắn liên quan đến Thánh Môn này, vậy ta thấy thôi thì tìm cớ lấy Thánh Môn của Tứ đại thương hội đi. Tử Thanh suy nghĩ một lúc, nói, thật ra, Tứ đại thương hội chỉ hình thành trong mấy ngàn năm gần đây, trong khoảng thời gian này vẫn chưa có Thánh Hoàng, nhờ đó Tứ đại thương hội này từ một thế lực nhỏ dần dần lớn mạnh. Ta là Thánh Hoàng cũng nghĩ về bọn chúng rồi, nhân đây mượn kế khai đao với Tứ Hải Thương Hội luôn. Ngô Bình chớp mắt bất ngờ hỏi lại, chị dự định ra tay thế nào? Tử Thanh, những năm qua, Tứ Hải Thương Hội đã kinh doanh rất hoạt động cầm thú, ví dụ như bán nhân tộc làm nô lệ cho thần tộc, hoặc bán nhân tộc cho dị tộc làm món ăn. Chỉ riêng những tội danh này thôi, đã đủ cho Tứ Hải Thương Hội đáng chết 10 lần. Ngô Bình nói, ta không ngờ Tứ Hải Thương Hội lại kinh doanh những hoạt động cầm thú như vậy. Tử Thanh cười lạnh, chỉ là việc gì có thể kiếm ra tiền, thì Tứ Hải Thương Hội đều bất chấp tất cả mà nhào vào. Còn nữa, tên Diệp Phục Thiên cũng là một trong các cổ đông của Tứ Hải Thương Hội đấy. Ngô Bình gật đầu, chị, ta muốn giúp đỡ. Lúc này, Tử Thanh nói vọng lên đằng trước, Lý Thần Đồ. Lý Thần Đồ lập tức xuất hiện bên cạnh Ngô Bình, ôm quyền nói, xin bệ hạ ra lệnh. Tử Thanh, ta lệnh cho ông đi với Lý Huyền Bình đến Hiên Viên gia. Lý Thần Đồ hơi giật mình, sau đó hiểu ra mà đôi mắt lóe lên ánh sáng lặng, gằn giọng nói, tuân mệnh. Lý Thần Đồ nhận được hoàng chỉ, vội vàng đi với Ngô Bình ra khỏi cung điện. Khi hai người vừa rời khỏi, Lý Thần Đồ đã hỏi, Huyền Bình huynh đệ, chúng ta đi luôn nhỉ? Ngô Bình chỉ quan tâm đến một vấn đề, lão Lý, chỉ hai chúng ta đến đó có thể giết sạch Hiên Viên gia không? Lý Thần Đồ rất bình tĩnh nói, Già Lâu Thượng Thần không đáng ngại. Nhưng Hiên Viên gia lại có hai món pháp khí Thánh Hoàng. Ngô Bình nói, pháp khí Thánh Hoàng thì ta cũng có. Dứt lời, anh lấy xạ nhật cung ra đưa cho Lý Thần Đồ. Lý Thần Đồ bật cười, nói, nhưng mỗi ta với người vẫn chưa đủ, ta còn muốn dẫn theo một nhóm người đến đó. Đi thôi, trước tiên ngươi về phủ với ta đã. Ngô Bình đi vào quý phủ của Lý Thần Đồ, chưa kịp uống hết một ly trà đã thấy lần lượt 200-300 cao thủ tụ tập lại. Lý Thần Đồ cũng không nói mục đích chuyến đi này là gì, chỉ ra lệnh, mọi người lập tức đưa Thánh Quang lên đi đến Hiên Viên gia. Hiên Viên gia nằm ở hướng tây bắc của Hiên Viên Thành,
cũng có hơn 3.000 năm lịch sử rồi. Cái thành này to tổ chảng, đó đều được do Tứ Hải Thương Hội xây dựng lên, hiện tại có hơn 1 tỷ dân cư đang sinh sống. Thêm vào đó, trong thành có rất nhiều cao thủ trấn giữa, mà ngay cả dị tộc ở xung quanh cũng không dám xâm lược. Dù sao, gia chủ của Hiên Viên gia là một thượng thần. Tại cửa lớn của Hiên Viên gia có xây một cổng chào, dưới cổng chào có 4 tên gia đình đang đứng canh. Đoàn người Lý Thần Đồ xuất hiện ở trước cổng chào, mấy tên gia đình kia lập tức sợ hãi đến lắp bắp. Dù sao Lý Thần Đồ cũng là một chúa tể, nên khí tức vô cùng mạnh mẽ. Chúa tể Gia Lâm, không biết có điều gì chỉ giáo. Một tên gia đình vội vàng cung kính hỏi. Lý Thần Đồ lạnh lùng nói, ta nhận ý chỉ của Thánh Hoàng, đến xét Hiên Viên gia. Gia đình kia nghe thế đần ra, vội vàng nói, chuyện này chắc chắn có gì đó đã hiểu lầm. Lý Thần Đồ vung tay lên, cổng chào, cửa chính, tường viện lập tức sụp đổ. Đoàn người nhanh chóng bước vào sân nhỏ của Hiên Viên gia. Ngay lập tức có mấy trăm cao thủ vọt ra, trong đó có rất nhiều cao thủ đại thần và tu sĩ cổ thánh, đại thánh. Người dẫn đầu họ là một nam tử trung niên, gằn giọng hỏi, hành động của Lý Chúa Tể là có ý gì? Người trung niên này dù có đối diện với Lý Thần Đồ, cũng không chút lễ phép, lớn tiếng hỏi. Lý Thần Đồ lạnh lùng nói, Hiên Viên gia buôn bán đồng tộc cho thần tộc và dị tộc, mang tội ác tày trời. Bản chúa tể nhận mệnh của Thánh Hoàng, đến đây bắt trọng phạm, thuận tiện xét Hiên Viên gia của các ngươi. Người trung niên kia tức giận nói, Lý Thần Đồ dám. Gia chủ của nhà chúng ta chính là Già Lâu Thượng Thần của thần tộc đấy. Lý Thần Đồ nghiêng đầu liếc ông ta, nói, ta có dám hay không ngươi cứ đứng đó mà xem. Ông ta đang định ra lệnh cho thuộc hạ ra tay, nhưng một đường thần quang giáng từ trời xuống, thoát chốc một vị trung niên khác từ từ hạ xuống theo thần quang. Người này chính là Già Lâu Thượng Thần, gia chủ của Hiên Viên gia, Hiên Viên Quảng Trí. Đã lâu không gặp rồi Lý Huynh, vì sao ông phải dẫn người xâm nhập vào nhà của ta thế này, Hiên Viên Quảng Trí bình tĩnh hỏi giống như không hề tức giận. Lý Thần Đồ bình tĩnh hỏi lại, ta nhận mệnh của Thánh Hoàng đến đây để bắt Hiên Viên Quảng Trí nhà ông chủ động đưa tay chịu trói đi, hay là muốn vùng vẫy để chịu chết. Hiên Viên Quảng Trí đột ngột bật cười ha hả. Lý Thần Đồ cho rằng bản thân đã thăng chức lên chúa tể là giỏi rồi à. Lý Thần Đồ khinh miệt, từ khi nào Hiên Viên Quảng Trí nhà ông nói xàm lắm thế. Bây giờ, ông có hai lựa chọn, một đầu hai là chết. Sau lưng Lý Thần Đồ là Thánh Hoàng, xem như ông ta cũng đại diện cho mặt mũi của nàng ấy. Cho nên khi nói chuyện vô cùng hùng hồn, mà nói sao thì từ lâu ông ta cũng không còn e dè Già Lâu Thượng Thần nữa. Hiên Viên Quảng Trí hừ lanh. Tay phải chỉ một ngón lên không trung, lập tức xuất hiện một lớp màn sáng trên bầu trời. Trong lớp màn sáng này xuất hiện một thần trận khổng lồ, thần trận xoay tròn mang theo một luồng sát khí cao ngút trời bao phủ lấy nhóm người Lý Thần Đồ cùng Ngô Bình. Lý Thần Đồ cau mày, ông nghĩ dùng thần trận này để bao vây bản chúa tể được sao? Dứt lời, ông ta vung tay lên không trung, một cây đao mổ lợn khổng lồ xuất hiện. Đao nhọn chém vào không trung, một tiếng vang thật lớn nổ ra. Thần trận mạnh mẽ bị chém thành hai chỉ trong tích tắc. Hiên Viên Quảng Trí giật mình đến tái mặt, người thật sự luyện cây đao mổ lợn thành bổn mạng pháp bảo à. Lý Thần Đồ vẫy tay, cây đao mổ lợn lập tức trở lại trong tay ông ta, rồi lạnh lùng hỏi, bây giờ, ông đầu hàng không? Hiên Viên Quảng Trí không chút sợ hãi nói, ta biết Lý Thần Đồ nhà ông rất mạnh, ta còn nghe nói ở Hoàng Thị Đại Thánh, ông có thể giết thượng thần. Bây giờ... ông đã thành chúa tể rồi thì thực lực cũng tăng lên kinh khủng hơn, ta không đua lại. Dứt lời, cơ thể của ông ta đột ngột phình to, liên tục phóng ra khí tức ngày càng khủng khiếp hơn, khí tức này không thuộc về nhân tộc mà của thần tộc. Sau ót của ông ta xuất hiện tam trọng thần quang, mỗi một trọng thần quang đều có 10 vạn ảo ảnh thần linh. Thần vương bá thể. Lý Thần Đồ nheo mắt, thần tộc thật sự đã cho ngươi thân thể thần vương nhỉ. Hiên Viên Quảng Trí cười mỉa. Thân thể thần vương có thể ngang ngửa với thể chất thánh hoàng đấy. Bây giờ, Lý Thần Đồ ông còn dám cao ngạo trước mặt thượng thần không? Lúc này, Ngô Bình đột ngột rút bạch hổ kiếm tiên đã rèn luyện từ trước, giao cho Lý Thần Đồ và nói, lão Lý dùng chuôi kiếm này chém ông ta đi. Lý Thần Đồ vừa tiếp xúc với thanh kiếm đã giật mình, ông ta cảm giác được chuôi kiếm này quỷ dị vô cùng. Ông ta vui mừng nói, vậy để thử xem thanh kiếm này bén hay không? Dứt lời. Ông ta lập tức vung kiếm chém về phía Hiên Viên Quảng Trí. Ông ta vẫn rất đắc chí, cười lạnh,
chuôi kiếm này còn không bằng cây đao mổ lợn của ông đấy Lý Thần Đồ. Ông quá khinh thường bổn thượng thần rồi. Lý Thần Đồ vẫn im lặng, chỉ vung kiếm chém xuống. Hiên Viên Quảng Trí tức giận, đưa tay ra chộp lấy, thần vương bá thể không có bị đao thương làm tổn thương đâu. Giết! Một tiếng giòn tan vang lên, một nhát kiếm của Lý Thần Đồ chém rụng cổ tay của Hiên Viên Quảng Trí. Thậm chí, nhát chém còn tiếp tục gọt nửa đầu của ông ta, óc cứ thế bay ra ngoài. Hiên Viên Quảng Trí ngây ngốc, muốn nói gì đó nhưng Lý Thần Đồ lại chém một nhát nữa, đã chặt ông ta làm hai khúc. Một tia thần quang bay ra khỏi xác, ngưng tụ thành một pho tượng thần linh ở giữa không trung. Đó là tinh thần của thần tộc, cũng giống như Đạo Anh hay Dương Thần. Lý Thần Đồ vươn tay ra ép thần hồn của Hiên Viên Quảng Trí vào đan điền của mình, dù sao ông ta cũng là thượng thần nên có thực lực khá mạnh. Lý Thần Đồ cần một ít thời gian, để luyện hóa nó. Đương nhiên một khi luyện hóa được Hiên Viên Quảng Trí, ông ta có thể nhận được thần thông của đối phương, kể cả thần vương phách thể mà đối phương vừa sử dụng. Đây cũng là chỗ tiện ích của Thánh Vương, hút ưu thế của người khác để mình sử dụng. Lý Thần Đồ chém xong Hiên Viên Quảng Trí, lại ra lệnh, các cao thủ dưới trướng ông ta lập tức bao vây lấy Hiên Viên ra rồi xét và tịch thu. Vài tên phụ trách quan trọng của Hiên Viên ra bị trói chặt, quỳ thành một hàng trước mặt Ngô Bình và Lý Thần Đồ. Gương mặt của bọn chúng đều mang nét sợ hãi, đáy lòng lại vô cùng tuyệt vọng. Gia chủ là thượng thần cũng bị giết, thì họ làm sao có sức chống lại được. Dù sao lúc này đã khác với trước kia, nhân tộc có thánh hoàng nên không hề tránh né thần tộc như trước nữa. Quản sự của các ngươi đâu? Ánh mắt của cả đám đều hướng về một thanh niên này vội vàng nói, tiểu nhân tên Hiên Viên Thanh Phúc, đang phụ trách kinh doanh của Tứ Hải Thương Hội. Ngô Bình, Tứ Hải Thương Hội có bao nhiêu cổ đông? Hiên Viên gia của các ngươi chiếm bao nhiêu cổ phần? Thanh niên, Tứ Hải Thương Hội có 7 cổ đông lớn, Hiên Viên gia chiếm 65% cổ phần. Ngoài ra, Diệp Phục Thiên là cổ đông lớn nhất, chiếm 12% cổ phần. Tiếp theo là Hàn Hà Thượng Thần, chiếm 10% cổ phần. Ngô Bình, hàng năm, Tứ Hải Thương Hội thu bao nhiêu lợi nhuận, người biết không? Thanh niên, lợi nhuận khá ổn định những năm gần đây, hàng năm chúng tôi kiếm được hơn 6.000 vạn ức thạch thánh thù. Ngô Bình bất ngờ trợn tròn mắt hỏi lại, thánh thù tính theo thạch sao? Lý Thần Đồ giải thích. Do lợi nhuận quá nhiều nên dùng con số này sẽ tính hơn, một thạch khoảng 5.000 thánh thù. Ngô Bình, có nghĩa là lợi nhuận mỗi năm là 300.000 vạn ức thánh thù rồi. Sau đó, anh lại hỏi thanh niên, chẳng phải Tứ Hải Thương Hội cũng có kinh doanh ở thiên giới à? Thế lợi nhuận bên đó được bao nhiêu? Thanh niên nói, khoảng 3 vạn vạn ức xe tiền đại đạo. Ngô Bình hỏi, một xe tiền đại đạo là bao nhiêu? Tính như xe ngựa kéo là chừng 50.000 tiền đại đạo. Hay ghê, tiền các ngươi kiếm được đúng là con số khổng lồ. Ngô Bình cười lạnh, các ngươi đã kiếm được nhiều như thế rồi, tại sao lại bán nhân tộc cho dị tộc nữa? Thanh niên vội vàng nói, từ nay về sau, bọn ta sẽ không dám nữa. Ngô Bình tức giận nói, ngươi còn có sau này à? Người đâu, xét nhà. Sau một lần thẩm vấn, đám người Hiên Viên gia này không dám giấu giếm nữa. Số tiền làm ăn phi pháp, buôn bán lời bao nhiêu đều khai ra hết. Chuyện làm ăn của Hiên Viên gia không chỉ dùng thánh thù giao dịch tất cả, mà còn các loại hình thức khác. Ví dụ như là trao đổi vài tư chất nguyên quý hiếm từ thần tộc, thần vương tương và thần dịch, còn có tử thần tinh, hoàng thần tinh rất thông dụng ở thần tộc và dị tộc. Bởi vậy có thể thấy được Hiên Viên gia đã chuẩn bị sẵn đưa tất cả gia tộc của mình gia nhập vào thần tộc. Nếu không bọn chúng sẽ không đổi hết thánh thù sang sử dụng các tư chất sản của địa bàn thần tộc. Trong lúc xét nhà, Lý Thần Đồ cười nói, lúc đến đây, Thành Hoàng còn nói Huyền Bắc cứ thích cái nào thì lấy, còn lại đưa vào quốc khố hết. Ngô Bình cũng không nể nang gì nói, ta mượn một ít thần vương tương và thần dịch. Anh biết những món lấy từ việc xét nhà này, có thể cải thiện cuộc sống cho lê dân bách tính, bồi dưỡng cho thiên tài nhân tộc. Hiện tại, Tử Thanh vừa mới trở thành Thánh Hoàng. Tư chất nguyên vẫn chưa có nhiều. Những tài nguyên này vô cùng tác dụng với nàng ấy. Vì vậy, Ngô Bình chỉ lấy 100 vạc thần vương tương, 3.000 vạc thần dịch và 10 tỷ viên tử thần tinh. Những món này chỉ là một bộ phận rất ít trong tài sản của Hiên Viên gia. Còn lại, Lý Thần Đồ sai người kiểm kê và ghi lại sổ sách. Mấy thứ này đều giao cho Thánh Hoàng, để nàng ấy sắp xếp công dụng. Buổi chiều, anh lại quay về Đa Bảo Các hỏi thăm. Mới biết thần vương tương là bảo vật của thần tộc,
chỉ có tu sĩ từ đại thần trở lên mới có thể dùng được, cho nên nhân tộc không mua được thứ này. Mà ngay cả thần dịch cũng chỉ có người có quan hệ huyết thống với thần tộc mới sử dụng được. Trên thị trường, một giọt thần dịch có giá trị 1 triệu thánh thù, và lại có tiền cũng không mua được bởi nó rất khó mua. Phệ tử thần tinh, là thứ để thần tộc tu luyện gì đó. Lúc này, Hiên Viên Thượng Nhất ở đối diện lại đến tìm Ngô Bình. Gương mặt của hắn ta đen thui, nhìn chăm chú vào Ngô Bình hỏi, Lý Công Tử có liên quan đến chuyện Hiên Viên gia của ta bị tịch thu đúng không? Ngô Bình nhìn hắn ta mà hỏi, người đoán xem. Hiên Viên Thượng Nhất tức giận phun ra ngụm máu, lạnh lùng nói, sao ngươi dám? Chát! Ngô Bình tát cho hắn ta một bạt tai lệch mặt, rồi kêu người trói hắn ta đến cho Lý Thần Đồ để đoàn tụ của cả nhà hắn ta. Anh rất tò mò về những thần dịch và thần vương tương này làm được cái gì, vì vậy lập tức lấy một giọt thần dịch ra dùng thử. Thần dịch vừa vào cửa, một nguồn năng lượng sinh động lập tức bắn ra nhập vào từng tế bào của Ngô Bình để nhân thể có được lực lượng tiến hóa. Con người của anh sáng lên vui mừng, tốt quá rồi. Thần dịch này có thể nuôi dưỡng được một đội quân chiến sĩ có thể chất dũng mãnh. Nhưng mà mấy chục loại dược hiệu của thần dịch này có tỷ lệ sử dụng quá thấp, có thể luyện chế với các dược liệu khá để tăng hiệu quả của đan dược lên mấy mười mấy lần. Thể chất của anh đã rất mạnh, nên thần dịch hầu như không có hiệu quả với anh. Thế là anh uống một chút thần vương tương. Thần dịch vừa vào miệng, một nguồn năng lượng hung mãnh đánh thẳng vào óc của anh. Sau đó, nguồn lực lượng này bị dương thần hấp thụ. Các ký hiệu mà Dương Thần vừa hấp thụ vào lúc trước đột nhiên sáng lên rồi bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Con người của anh sáng lên vui mừng, không ngờ Thần Vương Tương có thể thúc giục cho các ký hiệu bộc phá năng luyện nguyên bản của chúng. Không chỉ như thế, nguồn năng lượng này còn có giúp cho Dương Thần rất lớn, giúp thể xác và tinh thần anh sung mãn hơn. Đống thần dịch này là đồ tốt, xem ra ta phải về một chuyến rồi. Anh tìm thấy Lý Thuần Như. Lúc này nàng ta đã tu luyện ra thất tinh trảm đạo đồ, khí tức cả cơ thể cũng mạnh lên rất nhiều. Sau đó, hai người vượt qua thánh môn về Đông Hải Tiên Kiếm Môn. Hai người vừa mới quay về, đã thấy con mãnh thú ba đầu trong biển đang quậy banh trên không trung hải đảo. Bên cạnh, trên các đảo nhỏ đã chất đầy xác người, cư dân trên đảo đều bị mãnh thú giết chết. Tất cả cao thủ của Tiên Kiếm Môn đều đã bày ra kiếm trận đánh với mấy con mãnh thú đang quậy phá. Nhưng mà trông họ đã rơi hẳn xuống thế yếu rồi. Lý Thuần Như tức giận nói, đám mãnh thú đáng chết này. Ngô Bình nói, Thuần Như, ta sẽ đi đánh với mấy con này. Dứt lời, anh đã rút bạch hổ kiếm tiên ra lao nhanh như sao băng đến một con mực khổng lồ. Con mực kia vẫn đang lơ lửng giữa không trung, xúc tua vung bừa, đánh vào nhóm người kiếm tu ép họ phải liên tiếp lùi về phía sau. Một nhát chém sáng lên đánh úp lại, con mực khổng lồ chia làm hai nửa. Đám mãnh thú còn lại thấu Ngô Bình hung dữ và mạnh như thế, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình lạnh lùng hỏi, bọn mày chạy à? Lúc này, anh đã đuổi theo giết chẳng chừa một con. Nhưng đúng vào lúc này, mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một ánh sáng màu máu bắn từ bên trong ra, rồi tách ra một đóa hoa sen màu máu giữa không trung. Trong hoa sen màu máu kia có một con quái vật hình người ngồi xếp bằng ở đó, nó là người đầu cá. Con này không khác mấy với đám quái vật đầu cá mà anh gặp trước đó, chỉ là sau lưng nó có thêm một đôi cánh máu. Quái vật đầu cá lạnh lùng nói, người dám đụng vào thủy tộc Đông Hải, gan lắm đấy. Ngô Bình dừng cơ thể lại, nhướng mày hỏi, mày là ai? Ngư đầu quái tức giận nói, vô lễ, Ngô chính là thủ lĩnh của 8 triệu thủy quân của Long Cung, Ngư Sắc Cửu. Ngô Bình, ô, Ngư Sắc Cửu cút được rồi, dứt lời. Anh lại tiếp tục đuổi theo giết đám mãnh thú ở cách đó không xa. Ngư Sắc Cửu tức giận quát, thằng danh này dám không quan tâm đến lời nói của bổn thống lĩnh à, đi chết đi cho ta. Hắn ta vung tay phải lên, một mảnh ánh sáng đen từ phía bắc bay ập đến, ánh sáng đen này chứa mấy trăm con thực nhân ngư. Những con thực nhân ngư này đã bị hắn ta luyện thành pháp khí, ngay cả cường giả đạo cảnh hậu kỳ cũng có thể cắn chết. Ngô Bình nhìn những con thực nhân ngư kia ào ạt lao về phía mình. Anh lập tức vung tiên kiếm lên. Ngay lập tức, trên không trung xuất hiện mấy trăm chuôi bảo kiếm chém về phía bọn cá. Thoáng chốc, những chuôi kiếm kia đã chém đứt đầu của đám thực nhân ngư kia nhanh như chém chuối, không một con nào may mắn sống sót. Tinh thần của Ngư Sắc Cửu rung lên, hả miệng ói ra một ngụm máu, ngạc nhiên hỏi, ngươi sử dụng đạo pháp gì thế? Vèo! Một loạt kiếm quang đã nhanh chóng gần,
Ngư Sắc Cửu thấy thế sợ hãi đến mức vảy cá cũng dựng hết lên, run rẩy nói, công tử tha mạng. Ngô Bình nhìn hắn ta hỏi, ngươi nói xem, Long Cung ở chỗ nào? Ngư Sắc Cửu vội vàng nói, Long Cung là nơi ở của Long Tộc, chúng ta chỉ là binh tướng dưới trướng của Long Tộc thôi. Ai làm chủ Long Cung? Long Đế đang cai trị ở Long Cung. Long Đế của các ngươi cũng là hỗn độn sinh linh à? Ngư Sắc Cửu gật đầu, đúng vậy, tu vi của Long Đế có thể nói ngang ngửa với đạo tôn của nhân tộc. Ngô Bình, ta là đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn, ngươi quay về cảnh cáo tất cả hải tộc cấm đến đây gây chuyện nữa. Nếu không, từ nay về sau đến bao nhiêu, ta chém chết bấy nhiêu. Ngư Sắc Cửu biết thân phận của Ngô Bình lập tức giật mình, vội vàng nói, dạ dạ, tại hạ nhớ kỹ. Cút, Ngô Bình thả cho hắn ta rời đi. Lý Thuần Như nói, thì ra là người của Long Cung. Ngô Bình, chắc bọn chúng không dám đến nữa đâu, từ nay Tiên Kiếm Môn có thể yên tâm rồi. Lý Thuần Như nói, hiện tại, Tiên Kiếm Môn đang thiếu một vị cường giả cai trị. Ngô Bình, Thuần Như này, tư chất của em đã rất tốt. Đợi thêm một thời gian nữa, em sẽ trở thành người cai trị Tiên Kiếm Môn này. Lý Thuần Như cười nói, em sẽ cố gắng, chúng ta về trước đã anh Bình. Ngô Bình ở lại Tiên Kiếm Môn 3 ngày, đám mãnh thú biển không còn tiếp tục tấn công và gây rối như dự đoán của anh nữa. Nhưng có một dị tộc gần Đông Hải, thực lực của chúng ngang ngửa với đám tộc hai mặt gần Thần Châu, tên là Giao Nhân Tộc. Tổ tiên của Giao Nhân Tộc là một con rồng thường luồng, sau này giao phối với Ngư Nhân Tộc, dần dần sinh ra Giao Tộc. Hình dáng của Giao Tộc giống với Nhân Tộc, chỉ có má và cơ thể dài và nhỏ hơn giống như con thằn lằn biết đứng. Vài ngày trước, Giao Nhân Tộc đột nhiên tấn công và cướp đi vào đảo nhỏ của Tiên Kiếm Môn, còn giết sạch cư dân trên đảo đó. Mặc dù Tiên Kiếm Môn đã dẫn người đi đánh, nhưng bị Giao Tộc đánh phải quay về. Hôm nay Lý Thuần Như đi ra ngoài một chuyến, sau khi quay về lại bị thương, trên cánh tay trái đầy vết thương do kiếm chém, sâu đến xương. Anh nhíu mày hỏi, Giao Nhân Tộc làm à? Lý Thuần Như gật đầu, không sao, vết thương này sẽ lành sau một thời gian nữa thôi. Ngô Bình, Giao Nhân Tộc muốn gì? Lý Thuần Như cười lại, bọn chúng muốn cướp toàn bộ địa bàn của Tiên Kiếm Môn, vậy nên ta thấy không cần đàm phán làm gì với đám đó. Tuy Giao Nhân Tộc mạnh thật, nhưng Tiên Kiếm Môn của chúng ta cũng không yếu. Ngô Bình hỏi, đám quản lý của Giao Nhân Tộc có thực lực ra sao? Em từng đánh nhau với mấy vị trưởng lão vài lần, chắc cũng là cường giả ở đạo cảnh tầng 9. Ngô Bình, em dụ hắn ta ra đây, anh giết hắn ta thay em. Lý Thuần Như biết thực lực của Ngô Bình, nên cười nói, thế làm phiền anh Bình rồi, em phải đi nói với cha đã. Lúc trạng vạng tối, Lý Thuần Như mới có câu trả lời lại, anh Bình, tên thủ lĩnh Giao Nhân Tộc đang nhắm vào Thải Thạch Đảo, các vị trưởng lão của Tiên Kiếm Môn đang đánh nhau với bọn chúng. Ngô Bình gật đầu, đi. Thải Thạch Đảo cách nơi này không xa, hai người vừa đến đã thấy người hai bên đang chém giết. Hai bên đều dẫn ra mấy ngàn người. Sử dụng toàn quân tinh nhuệ mà tình hình hiện tại, Tiên Kiếm Môn lại rơi xuống thế yếu, liên tục có người bị thương và chết. Lý Thuần Như chỉ vào một người tu sĩ, người này cao 5 trượng, cơ thể nhỏ dài, cái đầu dài như con thuồng luồng, sử dụng hai thanh trường kiếm đánh với một lão già. Ngô Bình tập trung nhìn đối phương, cấm thần của anh lập tức thức tỉnh nhìn thẳng vào tên Giao Nhân Tộc kia. Tập trung vào mục tiêu, vô song quyết đấu. Một giọng lạnh lẽo của máy móc vang lên trong đầu của tên thủ lĩnh Giao Nhân Tộc. Sau đó, Ngô Bình sử dụng tuyệt thế nhất kiếm, phối hợp với cửu trọng kiếm sơn rồi để dương thần cầm bạch hổ kiếm tiên, cả cơ thể hóa thành một đường ánh sáng chém về phía đối phương. Thủ lĩnh Giao Nhân lập tức cảm nhận được tu vi của bản thân bị chèn ép một mảnh rất lớn, sau đó một luồng hàn ý lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Hắn ta vừa quay một nửa đầu lại, kiếm quang của Ngô Bình đã chém đến. Sau đó, hắn ta lại thấy cơ thể mình mất đầu, còn cái đầu thì lăn xuống đất. Không gian trở nên yên lặng, thủ lĩnh đã chết, những giao nhân còn lại lập tức đánh mất sức chiến đấu chỉ có thể vừa đánh vừa lui, để lại mấy trăm cái xác. Ngô Bình giết thủ lĩnh giao nhân rồi, biết Tiên Kiếm Môn đã mất đi nguy hiểm, nói với Lý Thuần Như, Thuần Như, ta còn phải đến Thần Châu nữa, khi ngươi có chuyện gì thì cứ đến đó tìm ta. Lý Thuần Như gật đầu, được, anh Bình. Nếu em rảnh sẽ đi gặp anh với Thanh Ảnh. Ngô Bình không nói chuyện với những người khác, lúc này đã hóa thành một đường kiếm quang bay thẳng lên trời, một lát đã đến Thần Châu. Anh cố ý dạo một vòng ở biên giới Thần Châu,
phát hiện có rất nhiều đội nhỏ của tộc hai mặt cố tình thử tấn công nhiều lần. Bên Thần Châu sẽ không ra tay, nhưng mỗi lần ra tay lại có thu hoạch. Anh dạo một vòng mới tìm thấy Nguyệt Thanh Ảnh, hỏi thăm về tình hình sắp đến, mới biết dường như tộc hai mặt biết thực lực của Thần Châu quân nên không dám dốc hết sức tấn công toàn diện, mà chỉ thử đi dò xét. Nguyệt Thanh Ảnh, em định chủ động đánh trước, nhưng nghĩ lại hay là chờ ngươi quay về rồi quyết định tiếp. Ngô Bình, nếu đã hao tổn như thế, thôi thì chúng ta chủ động đánh trước. Nhưng em đừng nóng vội, anh còn có nhiều món để tăng lên thực lực của Thần Châu quân. Trước đây, anh sử dụng phi quỷ tộc và khôi binh thuật để huấn luyện một đống chiến sĩ có thực lực mạnh mẽ, đặt tên là Thần Châu quân, số lượng cũng có mấy ngàn người. Nhưng gần đây, có rất nhiều thế lực gia nhập vào Thần Châu nên hiện tại số lượng của Thần Châu quân đã đạt con số 20.000 lính rồi. Nhưng thực lực của Thần Châu quân vẫn đợi để tăng lên, nên anh muốn sử dụng thần dịch luyện chế một đống đan dược thúc đẩy thực lực của toàn thể Thần Châu quân tăng lên và tiến hóa. Anh tìm hơn 10 loại dược liệu, rồi dùng thần dịch làm trung tâm rồi bắt đầu luyện chế. Khi anh kiểm nghiệm phát hiện, nếu dùng trực tiếp thì hiệu lực của thần dịch chỉ phát huy không đến 1%, lãng phí rất nhiều dược hiệu. Hiện tại anh muốn phát huy toàn bộ dược hiệu của thần dịch. Anh liên tục thí nghiệm, quá trình tiến triển rất nhanh. Sau khi luyện 7-8 lò đan dược, có thể phát huy được 9% hiệu lực của thần dịch rồi. Lò dược cuối cùng, anh lại cho thêm một loại dược liệu với dùng cấm thiên lực trong lúc luyện đan. Anh cảm giác lò đan và thần dịch gần như xảy ra việc lột xác. Đến lò thứ 10, anh mới luyện ra được đan dược có hiệu lực hoàn mỹ. Mặt ngoài của viên thuốc này có 3 tầng thần quang, mỗi một tầng thần quang đều biểu thị một loại hiệu quả thần kỳ. Anh gọi Nguyệt Thanh Ảnh vào đưa cho cô uống một viên. Sau một lát cô đã cảm giác cơ thể của bản thân xảy ra thay đổi mạnh mẽ. Cơ thể và tinh thần của cô đều tiến hóa và trở nên vô cùng mạnh. Ngô Bình ngồi một bên quan sát, hiệu quả mạnh mẽ của dược cứ phát triển như thế 3 ngày. Sau đó vẫn còn tiến hóa, chỉ là không mạnh mẽ như 3 ngày đầu nữa. Trong 3 ngày, anh lại luyện ra 30 lò đan dược, tìm được 120 viên đan dược. Viên thuốc này được anh đặt tên là Tam Diệu Thần Đan. Đồng thời, anh sử dụng vạn hóa thần hồ để phục chế đan dược. Sau 3 ngày, anh đã có hơn 20.000 viên đan dược. Nguyệt Thanh Ảnh nghĩ rằng hiệu quả của đan dược đã tốt lắm rồi, Ngô Bình lập tức phát cho mỗi người một viên trong Thần Châu Quân. Đồng thời, anh lại mở quỷ mạch cho các binh lính mới đến Thần Châu Quân và truyền lại cách sử dụng quỷ đạo. Tam Diệu Thần Đan đã tăng thực lực của những tu sĩ này lên rất cao, chỉ mấy ngày thể chất, thần hồn của họ đã tăng lên gấp đôi. Thậm chí, có một số ít người tăng lên gấp mấy lần. Ngô Bình ở Thần Châu ngày thứ 6, đột nhiên có tu sĩ đến báo tộc hai mặt ở dưới thành biên giới của Thần Châu đã xua đuổi vài chục vạn dân chúng nhân tộc và dồn vào tấn công thần. Do đó, quân đang canh giữ trên thành một khi lao vào cuộc chiến sẽ rất dễ làm bị thương đến nhân tộc dưới thành. Mà tòa thành kia đúng lúc, thuộc sở hữu một phần của Nguyệt Thị. Nguyệt Thanh Ảnh nghe thế tức giận mắng, bọn tộc hai mặt chết tiệt này. Rõ ràng dùng kế nham hiểm như thế để tấn công chúng ta. Ngô Bình nhíu mày nói, chúng ta đi xem đã. Lúc này bên ngoài thành biên giới của Thần Châu có hơn 10 vạn dân chúng xen lẫn các chiến sĩ tộc hai mặt. Lúc nguy hiểm, bọn chúng nấp trong nhóm dân, liên tục tấn công lên các tướng quân đầu tường. Quân coi giữ sợ ném chuột vỡ bình, không dám đánh, đa phần đều bị chúng ép đến chết. Lúc này, Ngô Bình với Nguyệt Thanh Ảnh đã hạ xuống đầu thành. Họ nhìn thoáng qua, Ngô Bình bật cười mỉa, bất ngờ anh nhảy xuống rồi dịch chuyển tức thời đến trước mặt một tên chiến sĩ tộc hai mặt, đâm mạnh kiếm đến. Ngay sau đó, anh liên tục dịch chuyển tức thời. Chỉ thoáng chốc 10 giây, anh đã dịch chuyển mấy ngàn lần, xuất hiện trước mấy ngàn tên tộc hai mặt rồi đâm chết. Đám tộc hai mặt này sợ hãi, hành động của Ngô Bình quá nhanh, vừa xuất hiện trước mặt bọn chúng đã đâm thẳng kiếm vào cổ rồi. Phập phập phập. Thoáng chốc. Mấy ngàn tộc hai mặt bị ám sát, mấy ngàn Ngô Bình cũng lập tức biến mất. Năng lực này là năng lực phục chế trong ấn ký màu tím mà anh đạt được, trong thời gian ngắn anh đã thử phục chế ra mấy ngàn thân ảnh như mình và đồng thời ám sát bọn chúng. Hành động lần này cũng tạo thành một bóng ma ám ảnh với đám tộc hai mặt này. Mấy chục nghìn tộc hai mặt còn lại lập tức bay vút lên không trung, chạy trốn khỏi hiện trường. Nguyệt Thanh Ảnh lệnh quân mở cửa thành. Nhận mấy trăm nghìn dân chúng vào thành và sắp xếp chỗ ở cho họ. Quân canh giữ trên thành nhìn cảnh trước mặt cũng sợ đến ngây người, làm cách nào mà thoát chốc đã hóa ra mấy ngàn thật thể như thế được chứ?
Nguyệt Thanh Ảnh cũng sợ hãi, Ngô Bình kể về mấy chuyện này với thái độ rất bình thường. Cô nghĩ đến việc từng nghe anh kể đã lấy mấy ấn ký từ việc luyện hóa vô kim, và lại còn có bệ đá nên vội hỏi, anh Bình này, bệ đá sinh ra trong vô kim nhỉ? Em nghĩ chắc chắn trong nó chứa thứ gì đó rất đặc biệt và siêu phàm. Ngô Bình cười nói, anh vẫn chưa rảnh để xem, bây giờ nhìn thử bên trong chứa cái gì. Hai người quay về biệt viện mà Nguyệt Thanh Ảnh đang ở, Ngô Bình lấy bệ đá ra rồi chém kiếm xuống. Kiếm này có ba loại ký hiệu trên bề mặt, vô cùng sắc bén. Răng rắc, bệ đá vỡ thành một lỗ hổng, Ngô Bình thọc kiếm vào tách ra. Bệ đá bể nát để lộ ra một viên châu to tướng, sáng loáng ngâm trong mỡ bùn, còn tản ra mùi thơm lạ lùng. Ngô Bình vết một chút mỡ bùn nếm thử, không có vị nhưng lại chứa mấy trăm loại dược lực huyền diệu. Ánh mắt của anh vui mừng sáng lên, vội vàng cất kỹ mấy cái mỡ bùn này để rảnh rỗi thì lôi ra nghiên cứu. Cuối cùng anh cầm hạt châu kia lên, trên mặt hạt châu có ba ấn ký, thứ tự là màu tím, lam, vàng giống như đúc ấn ký mà Ngô Bình đã hấp thụ trước đó. Cái gì đây? Anh thấy quái lạ hỏi. Nhưng vào lúc này, ngón tay của anh đột nhiên đau đớn, cảm giác hạt châu này đã đâm rách một ngón tay. Máu của anh thấm vào hạt châu, sau vài giây trong đầu của anh xuất hiện một giọng nói, chào chủ nhân. Vụt! Hạt châu bay lên giữa không trung rồi phồng ra, biến thành một võ sĩ cao ba thước, dáng vẻ của người này giống hệt với người bình thường. Người này có mày rậm, mắt to, mặc quần đỏ, choàng áo ngắn màu lam, tóc buộc thành khúc xương, giữa mày có ba loại ấn ký tạo thành hoa văn. Ngô Bình với Nguyệt Thanh Ảnh đều ngây ngốc, anh đánh giá người cao to kia rồi hỏi, ngươi là cái gì đấy? Người cao to nói, chào chủ nhân, ta là nô bộc của ngài tên Nhị Dũng. Ngô Bình vui vẻ hỏi, Nhị Dũng à, vì sao ngươi không gọi là Đại Dũng? Nhị Dũng, bởi vì tu sĩ chế tạo ra ta đã tên là Đại Dũng rồi. Ngô Bình thấy thú vị hỏi tiếp, được rồi Nhị Dũng, ta cảm thấy ngươi không giống sinh linh, chẳng lẽ ngươi là con rối à? Nhị Dũng, thưa chủ nhân, ta được tạo nên từ máu thịt của cường giả hỗn độn và máu của cường giả nhân tộc nên thực lực của ta có thể nói ngang ngửa với hỗn độn tam cảnh. Ngô Bình bất ngờ trợn tròn mắt hỏi, người là cường giả hỗn độn tam cảnh à? Ghê! Nhị Dũng, tạ ơn chủ nhân đã khen, nhưng dù nô tài có gặp cường giả hỗn độn tứ cảnh vẫn có sức đánh một trận. Ngô Bình gật gù nói, từ nay về sau, Nhị Dũng đi theo bên em đi. Anh vừa nói vừa chỉ vào Nguyệt Thanh Ảnh. Nguyệt Thanh Ảnh vội vàng từ chối, hay là để Nhị Dũng đi theo anh Bình đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Ngô Bình cười nói, với thủ đoạn và thực lực hiện giờ của anh không kém gì với Nhị Dũng rồi, cứ để hắn ta theo em. Từ nay dù là Thiên Nguyên hay là Tiên Kiếm Môn gặp chuyện, em có thể dẫn Nhị Dũng theo giúp đỡ. Nguyệt Thanh Ảnh gật đầu, vâng. Hai người nói chuyện một lát, Nguyệt Thanh Ảnh gọi người nấu chút đồ ăn rồi uống mấy chén với Ngô Bình. Sau khi hai người uống được mấy ly, Nguyệt Thanh Ảnh thì thầm, chừng nào anh Bình cưới em đây. Ngô Bình mỉm cười nói, dài dòng không bằng làm ngay, ngày mai đi. Hôm nay em cứ chuẩn bị trước, mai anh đến rước dâu. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn anh dịu dàng nói, thuần như với Tử Trần sao? Bọn em đã nói muốn cùng nhau lên Kiệu Hoa, gả cho anh cùng một lượt. Ngô Bình gãi đầu, vậy rước họ cùng lúc. Dứt lời, anh hôn Nguyệt Thanh Ảnh rồi biến mất. Nguyệt Thanh Ảnh lắc đầu, tính tình của chồng của mình quá vội vàng. Nhưng cô vẫn nói tin tốt này cho Lý Thuần Như và Hà Tử Trần. Ngô Bình đến Nguyệt Thủy Sơn. Thân phận của anh bây giờ đã khác xưa, trước kia dù anh có viện chủ của Đan Đạo Viện cũng chỉ là người giữ một phòng ở bên ngoài, bây giờ lại khác. Anh là đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn, nên có thể địa vị cũng ngang ngửa với Giang Tổ, Đan Đạo Viện cũng có thể ngang hàng với Tứ Tông Nhị Viện khác rồi. Sau khi thiên giới mở ra lần nữa, xung quanh núi Nguyên Thủy lập tức ầm ĩ. Gần đây có rất nhiều kiến trúc xây dựng lên rầm rộ, vẫn còn đang trong quá trình xây dựng thêm. Lấy núi Nguyên Thủy làm trung tâm, 3.000 dặm thuộc về bên ngoài, còn từ 3.000 dặm đến 2.000 dặm, 2.000 dặm đến 1.000 dặm đều một người sở hữu. Mà 1.000 dặm chính là cơ sở của núi Nguyên Thủy, tên khu trung tâm. Một vài tông môn nhất phẩm mạnh mẽ, thậm chí còn có vài đại giáo không đánh lại dị tộc tấn công nên đã đến ở lại gần núi Nguyên Thủy. Nhưng đa số đều sống ở ngoài, còn sống bên trong khu vực chỉ chiếm 1/5 địa bàn, có chừng không đến 1/10 tu sĩ ở trong vòng tu luyện. Còn về phần khu trung tâm, ngoại trừ người ở ngoài núi Nguyên Thủy, cũng chỉ có một bộ phận cực nhỏ tu sĩ từ ngoài có thể bước vào nhưng phải trả số tiền đắt đỏ mới được vào.
Hiện tại, núi Nguyên Thủy cũng đã không còn việc phân biệt thượng phủ và hạ phủ, nên Ngô Bình làm đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn cũng có thể chia một phần quyền lợi. Anh vừa mới đến, Giang Sơ Nhan đã chạy đến gặp và nói núi Nguyên Thủy như một cái bánh ngọt cắt ra. Lấy núi Nguyên Thủy làm trung tâm tính ra đến vòng cuối cùng bên ngoài, có ba đường ranh giới, chia lãnh thổ núi Nguyên Thủy thành 14 phần. Ngô Bình với cấp dưới đan đạo viện của anh đã có 1/4, diện tích sở hữu là 1,3 triệu km vuông. Trong khu vực mảnh đất hình quạt này, tất cả lãi suất từ thuế, tài liệu đều do đan đạo viện sở hữu, mà Ngô Bình có thể toàn quyền dùng số lợi nhuận đó. Trong đoạn thời gian mà Ngô Bình không ở, Giang Sơ Nhan vẫn luôn quản lý giúp anh. Sau khi Ngô Bình trở thành đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn, Giang Tông cũng có mối quan hệ thân thiết hơn với Ngô Bình. Cho nên đa số quyền lợi này đều nhờ Giang Tông thay mặt mà lấy được. Ngô Bình nghe bản thân bất ngờ có được nhiều sản nghiệp như thế vui vẻ bật cười, ta đang chuẩn bị cưới vợ, vậy xây ở trên núi Nguyên Thủy đi. Giang Sơ Nhan chớp đôi mắt đẹp hỏi, anh Bình chuẩn bị cưới à? Ngô Bình gật đầu, có ba cô gái muốn gả cho anh cũng muốn nói với em. Anh nghĩ hay cứ tổ chức hôn lễ chung một ngày, bốn người họ cùng vào cửa. Giang Sơ Nhan biết tình hình của Ngô Bình, nên mỉm cười hỏi, em không sao cả, chỉ là ba vị kia có đồng ý không? Ngô Bình, họ không phản đối đâu, nhưng anh còn muốn quay về nhà một chuyến để mời cha mẹ và ông bà của mình đến đây. Chúng ta kết hôn, nên có người lớn chứng kiến. Còn nữa, anh còn muốn mời chị Tử Thanh và vài vị sư tôn đến. Giang Sơ Nhan gật đầu, chuyện trang trí phòng tân hôn cứ giao cho em. Chắc sẽ tổ chức trên địa bàn đan đạo viện, nơi đó có một dãy nhà, hình như có hơn 100 phòng, mà hoa viên cũng rất lớn. Em dẫn người dọn dẹp, có thể làm nơi tân hôn rồi. Ngô Bình bật cười, được rồi, vất vả cho Sơ Nhan rồi. Bây giờ anh quay về nhà, nói cho người nhà biết chuyện rước dâu. Ngô Bình phải về nhà một chuyến, dù là lấy vợ hay là bàn bạc với cha mẹ. Nhưng anh cũng khó tránh khỏi việc bị cha mẹ và ông bà mắng một trận vì trong nhà đã có rất nhiều vợ rồi. Quay lại thế tục, anh bất ngờ không biết có chuyện gì xảy ra. Mà trước cửa lớn rất náo nhiệt, có rất nhiều xe sang trọng dừng lại, còn có rất nhiều người xếp thành một hàng dài, xem ra đều là người nhà giàu, không giàu cũng khách quý. Lúc này, Thanh Trì rời khỏi cửa, còn kéo tay tên nhóc Ngô Tử Tuấn kia đi theo nữa. Hai người nhìn thấy Ngô Bình, vui mừng đến sáng mắt nhưng không để lộ, vội vàng bước nhanh đến chỗ anh. Ngô Bình hỏi, những người đó làm gì thế Thanh Trì? Thanh Trì nói, hôm nay là ngày sinh của bác gái, những người này đến chúc thọ đó. Ngô Bình, tại sao họ lại chúc thọ cho mẹ anh? Anh đâu có biết họ. Tiểu Tuấn đã lớn lên rất nhiều, trông đã là đứa bé 7-8 tuổi. Thằng bé rất thông minh, đáp ngay, ba ơi, mấy tháng gần đây có rất nhiều đệ tử tông môn tiên giới ở thế tục đến chào hỏi đó. Họ nói ba là đệ tử Nguyên Thủy Đạo Tôn gì đó, còn là viện chủ của núi Nguyên Thủy Đan Đạo Quán. Sau khi tin tức này truyền ra, có rất nhiều người ở thế tục đến. Hôm nay là ngày sinh của bà nội, đương nhiên họ không bỏ lỡ cơ hội đến thăm nhà rồi. Nhưng ba lại ít về nhà, nên họ không thấy. Ngô Bình nhíu mày thầm nghĩ, thân phận của mình lộ ra cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Anh suy nghĩ rồi hỏi Ngô Tử Tuấn, con đã ở nơi này quen chưa Tiểu Tuấn? Con quen với người nhà chưa? Ngô Tử Tuấn suy nghĩ rồi nói, con sống rất tốt, cũng quen với mọi người trong nhà rồi. Thanh Chỉ, anh trai, lúc nãy em muốn dẫn Tiểu Tuấn đến trường đấy. Ngô Bình hỏi, đi học, Tiểu Tuấn đi học rồi hả? Ngô Tử Tuấn nhếch môi cười, đúng vậy, bà nội cho con đi học, nói rằng đi học mới có tương lai. À, chị Nhân Nhân, Tử Huyền, Thuần Thuần, Tiểu Tiên đều đã học đại học cả rồi. Ngô Bình bất ngờ ngây ra hỏi, đại học nào thế? Ngô Tử Tuấn nói, Dương Ngọc Thanh đã chia tay vài trường đại học ở Giang Nam, chi số tiền khổng lồ để xây lên, đại học Lý Thị, bây giờ. Ngô Bình xoa mũi, tên này có liên quan đến dòng họ của anh nhưng nghe có chút sai sai. Anh nói, chúng ta về nhà đi. Dứt lời, ba người biến mất tại chỗ và xuất hiện ở sân sau. Lý Niệm Tổ đang tiếp đón mấy vị khách ở sân trước, mẹ đang cho mấy con nhỏ như chó mèo ăn. Vài con trong đó do Ngô Bình nuôi, còn có cháu gái, cháu nội nuôi, còn có vài con là mèo hoang. Nhưng bà cụ vẫn rất yêu thích chúng. Ngô Bình mỉm cười, mẹ ơi, con về rồi. Trương Lệ quay đầu nhìn đứa con của mình nói, lúc trước,
con bảo đến vũ trụ chủ sống không ổn định thì thôi, nhưng giờ cũng là ổn định rồi nên con nên dẫn mấy con vật nuôi với mấy nàng vợ đến giúp mẹ đi. Ngô Bình chớp mắt bất ngờ hỏi, mẹ ơi, con còn chưa dẫn vài người đến gặp mẹ. Giờ mẹ muốn gặp ai? Trương Lệ, hôm qua, mẹ mơ thấy mộng Trần Liễu, còn có Ngọc Trức và Hạnh Hương nữa. Ngô Bình gãi đầu nói, con cũng thấy họ ở dưới này thích hợp hơn, đợi khi nào chín muồi rồi để các cô ấy đến. Nhưng mẹ đã nói, hôm nay con sẽ đi gặp họ. Trương Lệ, trước đây trong nhà chúng ta còn có Hồng Lăng, Mộc Linh, Lý Dư, Lý Tố, Phú Phi, Lý Huyền Phách, Lý Thiên Thạch, à chẳng phải bên cạnh con còn có vài Long Vệ à. Mấy đứa bé này rất nghe lời, bây giờ cái nhà này nhiều chuyện quá, mà bên cạnh chẳng ai đáng tin cả. Ngô Bình vội vàng gật đầu, được, con sẽ đi tìm họ ngay. Anh đành chia ra một chút ý niệm trong đầu để bước vào thấp suy thế giới, tìm những người này. Thật ra hiện tại cuộc sống của họ cũng rất tốt, và lại còn có anh là chỗ dựa lớn nên không ai dám trêu họ. Nhưng Ngô Bình vẫn đi hỏi ý kiến họ xem có đồng ý tới không, nếu họ muốn ở lại thì anh không ép. Nhưng mọi chuyện làm anh bất ngờ, mọi người đều muốn đến sống ở kiếp sau trong vũ trụ chủ. Ngô Bình cũng thuần thế quyết đi, lần lượt đưa những người này đến vũ trụ chủ nhưng trước mặt, anh chỉ đưa những người Trương Lệ nhắc đến thôi. Thật ra anh đã muốn đưa các cố nhân và bạn bè, người thân lúc trước vào vũ trụ chủ rồi. Chỉ là hai bên thế giới còn có năng lực chênh lệch rất xa nhau, nên khi đó anh chưa đứng vững gót chân, chỉ đành đưa vài người đến trước. Bây giờ dù là thực lực hay tài nguyên anh đều đủ điều kiện, thế là rất dễ dàng dẫn họ đến. Trước tiên, anh đưa Lý Dư, Lý Tố và con của họ đến. Lý Dư và Lý Tố đều là rồng, mà rồng của thấp suy thế giới muốn sang thành chân long của vũ trụ chủ thì bắt buộc Ngô Bình cung cấp một ít tư chất quý hiếm chính là Long Nguyên. Anh chạy đến kho tiên, tìm Long Nguyên trong đó ra. Long Nguyên là chí bảo của Long tộc, một viên Long Nguyên to bằng quả trứng gà có giá bán hơn vài tỷ tiền đại đạo. Anh mua 500 miếng Long Nguyên, tiêu hết hơn một vạn ức tiền đại đạo. Thoáng chốc, trước mặt của Ngô Bình đã hiện ra mấy bóng ảo của rồng. Anh sử dụng thủ đoạn, thúc giục Long Nguyên cho họ chân thật cơ thể. Thoát cái, mấy con rồng có được thực lực ngang ngửa với Long tộc ở vũ trụ chủ. Lý Dư và Lý Tố dẫn con của họ quỳ xuống mặt đất gọi, chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, bà nội nhớ hai người lắm, mau qua đó đi. Sau đó, là Hỷ Bảo và Hỏa Hoàng Nhi, họ là con nuôi của Ngô Bình. Ngô Bình giữ họ lại là muốn họ ở lại nơi chốn cũ của họ, dù sao còn có rất nhiều người cũ cần sự chăm sóc của họ. Thực lực của Hỷ Bảo và Hỏa Hoàng Nhi rất mạnh, anh rất yên tâm khi có họ. Nhưng bây giờ anh cũng nhớ Hỏa Hoàng Nhi và Hỷ Bảo rồi, bây giờ quyết định đưa họ về. Ngô Bình yêu cầu rất cao về Hỏa Hoàng Nhi và Hỷ Bảo, nên anh chuẩn bị một món dị bảo cho Hỏa Hoàng Nhi. Nó là thứ mạnh nhất trong vũ trụ hỗn độn sinh linh, tên máu thần hoàng. Mỗi giọt máu thần hoàng có giá trị hơn 100 vạn tiền đại đạo, và lại chỉ có sản xuất trong kho tiên. Ngô Bình, hết 3.000 giọt máu thần hoàng. Nhờ có sự trợ giúp giữa máu thần hoàng và thần dịch, thực lực của Hỏa Hoàng Nhi lập tức tăng ngang ngửa với tu sĩ cửu biến cảnh trong vũ trụ chủ. Thậm chí, tư chất của cô bé là nghịch thiên nên chỉ cần tu luyện trong thời gian ngắn đã có thể đạt được thực lực siêu phàm. Tình hình của Hỷ Bảo cũng không thua kém lắm, Ngô Bình sử dụng đan dược và thần dịch tăng tu vi cho hắn ta. Từ đó, Ngô Bình giúp lão gia linh hòe biến thành Mộc Linh và đưa lão ấy với vài vị thần chiếu cũ đến vũ trụ chủ. Sau đó, làm nhóm người Hoa Kiến Mỹ Cơ, Thiên Đại, Tinh Giã, vân vân. Ngô Bình không dư nhiều thời gian đưa qua quá nhiều người, nên chỉ đưa đến mấy người Trương Lệ nhắc thôi. Trương Lệ thấy vậy rất vui mừng nói, tiểu Bình này. Nếu con rảnh thì nhớ đưa những người khác đến nữa nhá. Ngô Bình vội nói, con biết rồi mẹ, mà con có chuyện muốn bàn bạc với mẹ nữa. Anh sẽ nói chuyện cưới bốn người Lý Thuần Như cho bà biết. Trương Lệ im lặng vài giây rồi nói, mọi người đều là cô gái tốt, không xét nét về tình hình của nhà chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng chẳng có gì phải nói. Con chuẩn bị đi, rồi nói với mẹ và ông bà nội của con. Ngô Bình, vâng. Hỷ Bảo nói. Cha lại muốn kết hôn à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 222.